Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Chu Tiên. Tập 11. Chương 51. Huyền Hỏa Giám. Từ xa, trong bóng tối của rừng cây, Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn nhẹ nhàng rón rén trốn đằng sau một cái cây vừa to vừa cao, trong bóng tối, quan sát đám người tại hiện trường. Tiểu Hoàn nhíu mày nhẹ giọng hỏi, Ra Ra không chạy thoát thân đi, lại còn quay lại cái nơi nguy hiểm này để làm cái gì? Chu Nhất Tiên mắt vẫn nhìn về phía bọn Tiểu Phàm, đáp khẽ, Ra Ra từ lâu đã nghe nói trong cái hang ổ yêu quái này có nhiều tài sản ngọc ngà châu báu. Chỉ vì hàng ngày không có cách nào, hôm nay không dễ gì có nhiều người đến giúp chúng ta mở đường như thế. Lẽ nào lại có thể không đến xem, nói không chừng có thể có được món gì đó béo bở cũng nên. Khuôn mặt trắng hồng của Tiểu Hoàn chẳng có chút gì là hiếu kỳ. Đáp, nếu như chúng ta chẳng có được thứ gì béo bở lại gặp phải yêu quái thì làm thế nào? Chu Nhất Tiên quay đầu cười hà hà nói, không sao. Ra Ra năm đó được Thanh Vân tổ phụ mật truyền cho bí thuật tuyệt đỉnh độn thổ, độn thủy, độn cả nghìn dặm, nhất định là không có vấn đề gì đâu. Tiểu Hoàn nói nhỏ, thế rõ ràng là đồ lừa tiền không thành chạy trốn. Lại còn nói là cái gì bí thuật tuyệt đỉnh. Chu Nhất Tiên không chú ý lời cháu gái nói, vẫn dương dương tự đắc đáp, hơn nữa, chẳng phải cháu đã xem tướng cho Ra Ra rồi đó sao? Nói rằng gia đình Ra Ra sung túc, giữa đôi chân mày còn có nét tiền bạc mà. Hơn nữa trong tướng tay còn có đường tài vận vừa thẳng vừa gió. Đúng là tướng đại phú. Hà hà, tối này đúng là phải kiểm nghiệm mới được. Tiểu Hoàn, Ra Ra vẫn còn tin vào tướng thuật của cháu lắm. Tiểu Hoàn, ôi chao. Chu Nhất Tiên bỗng dưng như là quá ngạc nhiên quay đầu quan sát về phía đường. Chỉ nhìn thấy Trương Tiểu Phàm lúc đó đã lách thân vào. Cây thiêu hỏa côn tỏa ra hắc quang, bắn vọt về người con gái mềm mại đáng yêu đó. Thái cực huyền thanh đạo, không ngờ người thiếu niên này lại là đệ tử Thanh Vân. Sao cơ ạ? Tiểu Hoàn vừa nghe chợt cảm thấy hứng thú, cũng quay ra giữa đường quan sát. Chỉ nghe thấy âm thanh kỳ lạ, hai bên đang đấu pháp không ngừng. Bèn hỏi Chu Nhất Tiên, thì ra là cùng một tổ sư với chúng ta, anh ta liệu có đáng ngại không? Chu Nhất Tiên ngưng thần một lúc, nét mặt tham tiền đùa bỡn khi nãy chợt biến mất, thần sắc dần dần trở lên nghiêm túc, nhíu mày đáp, người thiếu niên này tuổi không lớn, mà Ra Ra xem pháp lực của anh ta dường như đã đến cảnh giới thứ 5 của Ngọc Thanh Cảnh, có phải là kỳ lạ không? Tiểu Hoàn nhìn Ra Ra một cái, người khác không biết, nhưng cô biết Chu Nhất Tiên tuy tính cách rất hám tiền, nhưng một đời phiêu bạc kiến thức lịch duyệt tuyệt đối không nhỏ. Bèn đáp thật, nhìn không ra người này lại là một kỳ tài. Chu Nhất Tiên trầm ngâm giây lát, lại nhẹ nhẹ lắc đầu đáp, ông xem chừng tư chất của người thiếu niên này thấp thì không thể nói là thấp, nhưng cao nhất thì cũng chỉ là bậc trung trở lên, tuyệt không thể sánh với thiên tài Thanh Diệp tổ sư khai thiên tịch địa năm đó. Theo lý mà nói, với tư chất của anh ta, tu chân đạo pháp không thể tiến bộ nhanh như thế được. Tiểu Hoàn ngẩn người ra một lúc, nhất thời không biết nói sao cho phải, đành tiếp tục quay đầu quan sát. Chỉ thấy Thạch Đầu đứng dưới đất tức giận quát mắng, kim quang sáng lóe, đẩy lũ yêu mị giạt ra bốn phía. Trương Tiểu Phàm nhảy lên trên không, thiêu hỏa côn thanh quang và hắc quang thay nhau, lao về phía người thiếu nữ nhu mị. Người con gái đôi mắt trong như nước chỉ nhìn chàng, đưa cánh tay chóng muốt ra, như muốn nắm lấy thanh thiêu hỏa côn. Hai người lao lên phía trước, trong chớp mắt, không hiểu vô tình hay hữu ý, cuối cùng đã tiến sát đến nhau. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, chỉ thấy người con gái kiều mị nét gương mặt lúng túng ngay sát mình, u hương thoang thoảng, kín đáo lan tới. Trong bóng đêm dường như có con mắt làm động hồn phách con, người đẹp như mã não phỉ thúy, có thể nhìn thấy cả bóng mình trong đó. Trương Tiểu Phàm nhất thời không kìm được, tâm ý lay động. Anh nhìn thấy gì trong giếng vậy? Đây có vẻ như là mấu chốt, là yếu tố hệ trọng của cuộc đấu phép này. Giọng nói người con gái càng phảng phất nét dịu dàng mang theo sự quyến rũ mê hoặc, êm ái rót vào tai. Trương Tiểu Phàm tâm ý bị lay động, tinh thần dường như muốn cứng đoạt. Đang lúc cấp thiết trên mặt bỗng có một tia kim quang vụt qua, bèn lập tức bình tĩnh trở lại.
Tam Vĩ Yêu Hồ nhăn mặt, chỉ nghe Trương Tiểu Phàm quát một tiếng, lăng không bay xa vài trượng, đáp xuống đất đứng cạnh Thạch Đầu. Thạch Đầu nhìn hắn, lòng có chút lo lắng nói, yêu pháp của hồ ly rất lợi hại, phải cẩn thận. Trương Tiểu Phàm trong lòng vẫn còn sợ hãi, gật gật đầu. Hai người nhìn về phía xa trên không trung, chỉ thấy Tam Vĩ Yêu Hồ vẫn còn ở trên không. Xiêm áo bay theo gió tựa như người trong tranh, đẹp đẽ vô cùng. Từ xa Chu Nhất Tiên nhíu mày nhạc nhiên nói, người thiếu niên này định lực quả cao cường, trước yêu thuật của Tam Vĩ Yêu Hồ tu hành 500 năm mà vẫn còn giữ vững được tâm trí. Tiểu Hoàn đáp, thế thì có gì? Gia Gia không thấy người to lớn đó dường như không sao à? Chu Nhất Tiên đáp, cháu thì biết gì, người to lớn đó học vấn Phật Pháp có vẻ uyên thâm lắm. Hơn nữa Phật môn chính đạo thực ra là con đường tu thân tĩnh tâm. Đối với những yêu thuật của Tam Vĩ Yêu Hồ này tự sinh ra sức kháng cự. Tuy nhiên Thanh Vân môn vẫn chỉ là đạo gia, ở điểm này càng có phần kém cỏi. Với sự tu hành của người thiếu niên này, định lực cao như thế, quả là hiếm thấy. Hiếm thấy, thật vậy sao? Tiểu Hoàn nghiêng đầu nghĩ một lúc, lại nhìn vào quan sát. Tam Vĩ Yêu Hồ thong thả từ trên không đáp xuống đất, trên mặt vẫn nở nụ cười, nhưng nhãn thần dần dần trở nên nghiêm túc. Chỉ trong một lúc công phu khi nãy, Yêu Hồ và hai người đã trải qua một cuộc đấu pháp, nhận ra hai người này tuy tuổi không lớn nhưng đạo hành không hề thấp. Người to lớn thậm chí dường như Phật Pháp còn cao hơn một bậc, thật khiến người ta đau đầu. Người thiếu niên kia, tinh thần còn kiên định ngoài sức nghĩ của con người, tự mình đối kháng lại yêu thuật của Tam Vĩ Yêu Hồ, xem ra yêu nghiệt khó có thể làm chủ cục diện. Bích Giao đứng ở một bên, thực ra là đang muốn động thủ, nhưng nhìn thấy Trương Tiểu Phàm đã khôi phục lại được như thường, bèn dừng tay, lặng lẽ chú ý quan sát. Ánh trăng lạnh lùng chiếu xuyên qua lá cây, rót trên người mỹ nữ nhu mị đó, trông xem ra dáng hình có chút cô đơn, có vài phần thê lương. Nàng cúi đầu mỉm cười, hàng mi dài và nhỏ dường như che đi tâm tư yếu đuối của mình, lại dường như đang nghiêng tai nghe những âm thanh bí ẩn của rừng sâu, nhẹ nhàng đáp, thiếp và các chàng không thù không oán, vậy hà cớ gì cứ phải giết thiếp. Thạch Đầu bước lên một bước, cả người trông giống như một con mãnh hổ, quát lên, yêu quái hồ ly nhà ngươi, đem họa cho nhân gian, quấy rối lòng người, còn không đáng chết hay sao? Mỹ nữ ngước mắt nhìn, có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm tà áo mỹ nữ bay phất phới. Chàng giết thiếp, vì thiếp là yêu quái sao? Mỹ nữ hướng về phía Trương Tiểu Phàm, nhìn sâu vào mắt chàng hỏi, còn chàng, chàng vì cái gì? Trương Tiểu Phàm chẳng hề nghĩ ngợi, đáp, người gieo họa cho nhân gian, ta là người trung nghĩa, vì dân diệt ác, thấy ác không thể tha, nhất định phải phát sạch, đúng không? Tam Vĩ Hồ trầm mặc một hồi, cười nhạt, bỗng nói, chàng thiếu niên này, chàng bao nhiêu tuổi rồi? Trương Tiểu Phàm ngẩn ra một lúc, nhíu mày đáp, ngươi hỏi điều này làm gì? Mỹ nữ nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt mái tóc mai lòa xòa, bàn tay trắng như thanh ngọc nổi bật trên mái tóc đen huyền. Những lời này, chắc là những lời chính nghĩa mà sư phụ chàng nói cho chàng, rằng những yêu quái như thiếp thì luôn luôn hại người. Trương Tiểu Phàm nhíu mày, những lời răn dạy của sư môn quả thực là như thế. Chỉ nghe tiếng Tam Vĩ Yêu Hồ tiếp tục nói, nếu như thiếp nói, những lời nói đó đều là giả dối, thì chàng sẽ nghĩ sao? Trương Tiểu Phàm hừm lên một tiếng, không thèm để ý đến à nữa, đang định động thủ nhưng bỗng nhiên vào giây phút điện quang hỏa thạch, trong lòng hắn, bỗng nhiên vụt hiện ra câu chuyện đã đàm luận với vạn nhân vãng hôm đó, tức thì người như bị điện giật, khựng lại giây lát. Chẳng lẽ tất cả những gì mà ta biết đều đã là đúng cả hay sao? Cuối cùng thì đâu mới là lẽ trời? Đâu mới là chính nghĩa? Cẩn thận, đột nhiên, Thạch Đầu ở bên cạnh kêu lên một tiếng, vừa kêu lên một tiếng, đã có yêu thanh nổi lên. Nguyên Tam Vĩ Yêu Hồ lợi dụng lúc Trương Tiểu Phàm trong lúc tâm thần lo lắng, không ổn định, đột nhiên quay người bay lên. Ngọc thủ bung ra, năm ngón tay như hoa trào, lăng không hét lên một tiếng lao tới. Thạch Đầu la lên, bắt quyết ngự pháp, đúng trong lúc điện quang hỏa thạch đó, xung quanh, trên, dưới,
trái, phải đều vang tiếng yêu thanh. Trong không gian âm u đó, vô số đôi mắt ma quái lóe sáng, tiếng gió như chích vào tai. Không biết có bao nhiêu yêu quái hợp lại, nhất thời trông như thuật phân thân. Tam Vĩ Hồ nhận định rằng Trương Tiểu Phàm là người yếu đuối hơn trong hai người, trong lòng quyết định, trước hết điều động lũ yêu vật bao vây giữ chân thạch đầu. Bên cạnh đó bản thân sẽ dốc toàn lực giải quyết Trương Tiểu Phàm. Mắt nhìn gió vờn chớp giật, bèn lập tức tung chảo về phía người thiếu niên trước mặt. Bỗng nghe từ xa, dường như có những tiếng reo hò mơ hồ truyền lại. Lại đột nhiên thấy Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu lên, Tam Vĩ Yêu Hồ chợt chạm mắt Trương Tiểu Phàm, trong lòng bỗng dao động, nhất thời không kịp suy nghĩ nên phải làm gì. Chỉ nhìn thấy giữa mình và Trương Tiểu Phàm đột ngột xuất hiện một thanh hắc côn, ánh lên sắc đen tuyền. Trong khoảnh khắc đó, trường của Tam Vĩ Hồ và cây côn chạm nhau. Không ai có thể hình dung ra cảm giác đó ra sao. Người ngoài nhìn vào, thậm chí không thể tưởng tượng ra cảnh kinh thiên động địa ấy. Lúc đó dường như thời khắc ngưng động lại, chỉ thấy thân thể cô gái đang ở trên không. Xiêm y bay nhẹ nhàng, năm ngón tay thành hình chảo, đã nắm lấy thanh thiểu hỏa côn đen tuyền. Thịt vốn da trắng ngần của mỹ nữ đột nhiên dường như mất hết máu, ngày càng trắng một cách lạnh lẽo, đến gần như là trong suốt. Chỉ thấy phía trước, như có dòng suối ác ma sâu thẳm không thể dò đáy, chảy mãi không ngừng trong đêm tối, đang cười gằn như muốn nuốt chửng mỹ nữ vào trong. Mỹ nữ ngẩng đầu, kêu lên thanh âm thê lương, cả thân người bay vụt lên trên, thân hình biến hóa, cuối cùng cũng lộ ra sắc xanh của loài yêu quái, văng tuốt ra phía sau. Tam Vĩ Hồ quay đầu lại, gương mặt nửa kinh ngạc, nửa mang đầy sát khí, nhìn chân chân vào người thiếu niên và cây thiêu hỏa côn vẫn đang từ từ chuyển động trên không. Từ xa, Tiểu Hoàn vô cùng ngạc nhiên, nói khẽ, pháp bảo này thật lợi hại, đây là thứ gì thế ra ra ơi? Tiểu Hoàn hỏi hai lần, nhưng phát giác ra Chu Nhất Tiên căn bản không hề có câu trả lời. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Chu Nhất Tiên nhíu mày, cũng là một bộ mặt vô cùng kinh ngạc. Tiểu Hoàn lại càng ngạc nhiên, đưa tay lay Chu Nhất Tiên, nói, ông à, ra ra sao thế? Chu Nhất Tiên tinh thần phấn chấn, dường như vừa từ những chuyện xảy ra tỉnh lại, nhưng nét mặt vẫn còn đọng lại sự nghi hoặc, ngập ngừng đáp, người thiếu niên này là người nào vậy? Thanh Vân Môn sao lại có người đệ tử cổ quái đến thế này? Tiểu Hoàn nhìn ra ra, nói, sao ạ? Chu Nhất Tiên nhìn về phía trước, đáp, pháp bảo trong tay người thiếu niên này thật cổ quái. Vừa bay lên, sát khí còn mạnh hơn sát khí của Tam Vĩ Hồ, tà vật như thế này, tại sao lại? Tiểu Hoàn há hốc miệng, nhìn về phía trước, đột nhiên nhìn thấy điều gì? Nhẹ nhàng nói với Chu Nhất Tiên, ra ra. Người nhìn người con gái kia Chu Nhất Tiên, hơi run rẩy, nhìn theo tay chỉ của Tiểu Hoàn, chỉ thấy toàn thân xiêm áo màu thủy lục của Bích Giao đang trầm mặc đứng một bên. Bên cạnh là thạch đầu đang tài tình chiến đấu với bao nhiêu bọn yêu quái, chấn thiên động địa. Nhưng nàng có vẻ không xem bọn chúng ra gì, chỉ nhìn về phía Trương Tiểu Phàm. Đặc biệt là sau khi nhìn Trương Tiểu Phàm nâng thanh thiêu hỏa côn lên, nét mặt càng kỳ dị. Dường như vui mừng, cũng dường như lo âu, phảng phất như vẫn còn do dự, trên mặt thần sắc tâm tình bất định. Chu Nhất Tiên nhìn Bích Giao, nói, người con gái đó đối với cây thiêu hỏa côn như có ý gì, tiểu nha đầu ngươi nhìn gì mà nhìn. Tiểu Hoàn thấy kỳ quặc, nói, ý gì với thiêu hỏa côn? Chu Nhất Tiên đáp, chính là tên thiếu niên đó. Tiểu Hoàn không phục, nói, thật kỳ lạ. Tại sao cô ta lại có ý với người thiếu niên đó? Có gì mà cháu lại không được xem? Chu Nhất Tiên trừng mắt, đang định dạy dỗ đứa cháu không nghe lời này một phen, thì đột nhiên nghe thấy hiện trường lại có động tĩnh, bèn vội vàng quay đầu lại nhìn, không quan tâm đến Tiểu Hoàn nữa. Trên sân, Trương Tiểu Phàm thấy yêu quái đang vội thoái lui, cảm thấy đây là một cơ hội tốt, không thể bỏ qua, trong chớp mắt đã lách thân tiến vào. Thiểu hỏa côn rít lên một tiếng rồi bay đến, Tam Vĩ Yêu Hồ nhíu mày, mặt trắng ra vài phần. Mắt nhìn thấy Trương Tiểu Phàm đang tiến gấp tới. Sắc đêm càng đậm hơn, tiếng gió càng gấp hơn. Người con gái nhu mị đó gương mặt lại càng rối bời.
hai hàng lông mi thanh tú dường như cũng khép lại. Chỉ nghe thấy cô quát nhẹ một tiếng, tay áo phất lên, bàn tay như bạch ngọc cong lại, ngón tay như đao, từ trên không đáp xuống. À, một tiếng hét nặng như núi, đột nhiên vang lên, như kim chích vào tai những người ở đó. Trong rừng cây tối đen, đột nhiên phát ra vô số những u mang sắc bén. Để ý kỹ thấy như là từ màn đêm đằng sau người con gái đâm ra, lại như dòng nước tuôn ra, vô vàn yêu vật, đếm mãi không hết, nhìn thấy đã sợ, tuôn về phía Trương Tiểu Phàm. Chỉ trong một chớp mắt, Trương Tiểu Phàm dường như bị lũ yêu vật này nhấn chìm mất. Mọi người thất sắc, nhưng trong khoảnh khắc, lại thấy Trương Tiểu Phàm lách mình giơ cây cô đi lên, phá vỡ đám đông những yêu vật ở gần đang định áp lại. Ánh sắc của thiêu hỏa côn vụt quét qua, ngoài những yêu vật có thể hình to một chút còn có vẻ dám kháng cự, còn lại đều không dám tiến lên nữa. Lúc này mọi người đều thấy kinh hãi, nhưng trong lúc Trương Tiểu Phàm toàn lực thi pháp, trong lòng bỗng chợt cảm thấy khổ tâm. Cây nhiếp hồn này đã đốt cháy các yêu vật âm linh lệ phách, xem chừng lúc những yêu vật này đối mặt với thiêu hỏa côn bản năng đã sợ, chỉ e rằng những lời mà người vạn nhân vãng vẫn nói đa phần đều là sự thật. Tam Vĩ Hồ nhìn vô số những yêu vật này, cảm thấy không thể cản trở Trương Tiểu Phàm, nét mặt càng trở lên nhợt nhạt. Đúng lúc đó, ở phía xa Thạch Đầu hét lên một tiếng, kim quang sáng rực, ánh mắt trang nghiêm, nhìn ra phía xa, dường như đang biến hóa phục ma đại năng Kim Cương. Thân hình bay lên, trừng mắt nhìn xuống phá sát pháp trượng lại một lần nữa mọc trên đất. Trong tiếng rầm rĩ, kim quang đại thịnh, lần này phạm vi vùng đất chúng bị vùi lấp lại càng to hơn. Phải đến ba trượng chứ không ít, kim quang diệt ma phát ra ngày càng mạnh mẽ, rực sáng, như sấm động chớp lóe. Những yêu vật bao quanh Thạch Đầu có một nửa là do quả biến thành, phát ra tiếng kêu đau đớn, ngoài số còn đang kinh ngạc thì đa phần đã chạy trốn. Thạch Đầu đáp xuống đất, khi thân thể đã đứng vững, bèn thở mạnh, hiển nhiên với uy lực của pháp thuật này, pháp lực của anh ta cũng tiêu hao rất nhiều. Nhưng anh ta vốn dĩ thân thể cường tráng, trong chốc lát dường như hơi thở đã điều hòa trở lại, tuy cũng vẫn còn chút mệt nhọc. Thạch Đầu quan sát xung quanh rồi đi về phía Trương Tiểu Phàm, Tam Vĩ Yêu Hồ. Nhìn thấy Thạch Đầu tiến đến trước mắt, Trương Tiểu Phàm cũng tiến đến không xa, bèn quay thân lại ẩn vào bóng tối. Không ngờ đúng vào lúc đó, trong bóng tối bỗng lóe lên một ánh chớp, đột nhiên bay ra một phi hoa màu trắng. Tiếng gió thập phần khoái mãnh, Tam Vĩ Yêu Hồ giật mình, nhất thời không dám manh động, chỉ dám đứng yên một chỗ. Định thần xem lại, thì ra lại là người con gái trẻ mặc áo thủy lục nãy giờ vẫn đứng ở bên. Không biết từ lúc nào đã chặn mất đường thối lui của yêu hồ, chỉ thấy hoa bay đầy trời như phi tuyết, lúc này mới từ từ thu lại, quay về bên người của cô gái trẻ. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, dần dần tụ thành một bông hoa nhỏ rất đáng yêu, kẹp trên những ngón tay đẹp đẽ của cô. Sau lưng, có tiếng bước chân vang lên, ả quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trương Tiểu Phàm và Thạch Đầu đã kịp tới, tạo thành một thế tam giác, vây lấy ả. Những yêu quái nhỏ bé trước đó, lúc này đều đã không biết đi đâu hết, cũng chỉ còn lại một mình ả, phảng phất thật cô đơn, trầm mặc đứng trước sự bao vây của nhân loại. Ả há miệng nhưng không thốt ra được câu nào, có vẻ như có chút gì ân hận. Mặc dù trong thời khắc đó, gương mặt kiều mị của ả vẫn còn nét dịu dàng đẹp đẽ, nhưng đã mất hẳn khí thế rồi. Ả nhìn tới nhìn lui Bích Dao, lại nhìn tới nhìn lui Thạch Đầu. Cuối cùng, ánh mắt của ả, ánh mắt mềm mại dịu dàng như nước, lại nhìn vào Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm định thần phòng bị, nhưng ả lại chẳng làm gì cả. Hơn nữa, lại dịu dàng hỏi, chàng thiếu niên, vừa lúc nãy, trong giếng, chàng rút cục đã nhìn thấy gì vậy? Có thể cho thiếp biết không? Những người xung quanh đều ngẩn người, không nghĩ ra rút cục thì con yêu hồ này vì cái gì mà lại quan tâm đến vật hay cảnh mà Trương Tiểu Phàm nhìn thấy trong giếng đến vậy. Trương Tiểu Phàm vẫn không nói gì. Thạch Đầu đã ở bên cạnh, lớn tiếng đáp, Trương huynh đệ, đừng có mắc lừa à. Trương Tiểu Phàm gật đầu, không nói gì, đưa tay phải lên, như định động thủ. Tam Vĩ Yêu Hồ nhìn chàng,
đột nhiên chợt thở dài. Trương Tiểu Phàm chợt cảm thấy trong lòng có đôi chút khó xử. Ánh trăng như dòng nước, nhẹ nhàng chiếu xuống vạn vật. Người con gái đó cúi đầu, hàng lông mi nhỏ khép hở trên đôi mắt kiều mị của cô gái. Sóng mắt như nước, dáng vẻ yêu kiều kia. Lát sau, cô gái ngẩng đầu, đưa tay vào lòng, nhẹ nhàng lấy ra một vật. Mọi người đều định thần nhìn xem. Đây là một vật to bằng nửa nắm tay, có hình tròn, bên ngoài là một viên ngọc màu xanh biếc, như giọt nước màu thanh thúy. Vừa nhìn đã biết không phải là vật phàm, nhưng bên trong viên ngọc có một tấm nhỏ giống như gương mà không phải là gương màu đỏ. Chính giữa có khắc một hình vòng lửa hình dáng cổ kính. Nhìn toàn bộ vật đó thì viên ngọc chiếm hơn nửa, nhưng ở hai bên mép lại có một đường vân màu đỏ nhỏ xíu, gắn ở trên viên ngọc. Chu Nhất Tiên ngẩn ra, thực sự đờ đẫn cả người. Tiểu Hoàn cảm giác được da da của mình từ trước đến nay chưa hề như thế bao giờ, ngay cả đầu cũng không nhúc nhích. Cô trong lòng có chút lo sợ, nhẹ nhàng lay nhẹ tay áo Chu Nhất Tiên, nói: "Ông à, da da sao thế? Sao lại có thể? Sao lại có thể?" Chu Nhất Tiên ngẩng người nhìn trên tường, cứ đưa mắt nhìn pháp bảo kỳ quái trong tay Tam Vĩ Yêu Hồ. Giọng nói dường như có chút rên rỉ, đáp: "Vật này chẳng phải là bảo vật trấn cốc của Phần Hương Cốc, Huyền Hỏa Giám sao? Pháp bảo này là vật chí dương trên thế gian, lại là lợi khí trừ yêu phục ma bậc nhất nghìn năm nay của Phần Hương Cốc. Tại sao lại có thể nằm trong tay của con yêu hồ này?" Tiểu Hoàn thoáng chút run rẩy, bất giác nhìn lại chiếc Huyền Hỏa Giám đó, nói: "Pháp bảo lợi hại thế sao?" Chu Nhất Tiên đột nhiên thở ra một hơi dài, cẩn thận nói: "Thế đạo này thật sự thay đổi rồi. Trong tay một đệ tử danh môn chính phái lại là một tà vật sát khí bức người, trong tay yêu hồ lại là một thần khí vô thượng. Cháu vẫn nghĩ rằng chẳng việc gì ra ra phải bùi ngùi như vậy." Tiểu Hoàn cười nhạt. Chu Nhất Tiên nạt: "Ngươi nói gì?" Tiểu Hoàn đáp: "Đây là lời của người xưa. Ra ra nói ra miệng mà không đỏ mặt sao? Đã từng này tuổi rồi, vẫn còn quan tâm đến sự khác nhau của chánh đạo tà đạo thời đó." Chu Nhất Tiên nhìn thẳng, cứng lưỡi, nhất thời nói không lên lời. Các bạn đang nghe chuyện Chu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 52: Hắc Thạch Động. Tại hiện trường, mọi người không khỏi cau mày, chỉ thấy nữ nhân đầy vẻ yêu mị từ giữa vòng vây rút ra một thứ pháp bảo kỳ dị. Đa phần mọi người đều cảm thấy đây là một con vật rất khó đối phó. Tất cả mọi người đều ngưng thần phòng bị, duy chỉ có Thạch Đầu quát lên một tiếng lớn, phá sát pháp trượng, lăng không bay tới phía trước. Trương Tiểu Phàm đứng phía sau không kịp tiếp ứng, kêu lên một tiếng: "Cẩn thận." Chỉ thấy Tam Vĩ Yêu Hồ đưa cặp mắt nhu mì liếc về phía Thạch Đầu đang tiến tới, hai tay nắm chặt lấy đường vân chạm trổ màu đỏ bao quanh viên ngọc, từ từ nâng lên ngang mặt. Viên ngọc nhẹ nhàng xoay chuyển, tựa hồ phản chiếu dung nhan ả. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên Huyền Hỏa Giám. Chẳng hiểu tại sao những nét chạm khắc trong giây phút đó bỗng trở lên sống động vô cùng, giống như đang thật sự bốc cháy. Thạch Đầu lăng mình lên không, phá sát pháp trượng mãnh liệt phá không bay tới, miệng hét lớn: "Yêu nghiệt, mau nạp mạng." Đúng lúc ấy, chính giữa Huyền Hỏa Giám những hỏa đồ chạm khắc đột nhiên cùng phát ra ánh sáng, vốn từ đỏ mờ nhưng chỉ trong giây lát lại chuyển thành màu đỏ tươi tỏa ánh hồng trong suốt. Nháy mắt, những đường hỏa đồ tựa như bị cửu thiên thần hỏa nung cháy hừng hực, bỗng chốc trở thành những ngọn lửa mạnh mẽ, biến hóa vô cùng. Lấy nữ yêu hồ đó làm trung tâm, một luồng khí nóng vô hình, xoẹt một tiếng nhanh chóng và mạnh mẽ tỏa ra tứ phía. Ngoài, khoảng cách vài thốn quanh yêu nữ, thảo mộc trong vòng ba trượng đều bị cháy xém. Chỉ có điều không hiểu tại sao tuyệt không thấy có ngọn lửa nào. Trương Tiểu Phàm với Bích Giao cùng thất sắc, thật không thể ngờ Tam Vĩ Yêu Hồ lại có trong tay thứ pháp bảo uy lực tuyệt luân như vậy. Thạch Đầu đang lăng không lao về phía yêu hồ, mắt thấy cảnh tượng vừa rồi, tuy ngạc nhiên về uy lực của Huyền Hỏa Giám nhưng không hề sợ hãi. Hữu thủ lăng không đưa ra phía trước, cây lang nha bổng trong tay phát ra ánh kim qua rực rỡ, gió rít ào ào. Từ trong không trung hét lên một tiếng lớn,
múa tít cự bổng nhắm đầu Tam Vĩ Yêu Hồ đánh xuống. Thân bổng còn đang trên không trung, trên mặt đất đã ầm ầm cát bay đã chạy. Tam Vĩ Yêu Hồ xem chừng yếu thế, thân hình tựa hồ muốn bị gió thổi bay đi. Nhưng chỉ thấy ả ta cười nhạt, ngón tay bấu chặt lấy đường hỏa đồ, thân hình khẽ uốn, nghênh tiếp lấy đòn của thạch đầu. Ánh sáng của huyền hỏa giám in vào đôi mắt nhu mị của yêu hồ, dường như xuất hiện thêm hai huyền hỏa giám đang cháy hừng hực. Đùng! Một tiếng nổ lớn vang lên trong không trung. Từ giữa những hỏa đồ của huyền hỏa giám đột nhiên phun ra một con hỏa long uy mãnh, nhe nanh múa vuốt, thanh thế kinh thiên. Toàn thân trên dưới rừng rực lửa cháy khiến cả khu rừng sáng bừng lên như ban ngày. Thạch đầu cả kinh, chỉ thấy con hỏa long nhanh chóng biến thành to lớn vô cùng. Khi mới xuất hiện thì chỉ là một đường lửa nhỏ nhưng chỉ loáng cái đã to gấp hai người thường. Hơi nóng phả vào mặt khiến người ta tưởng như đang ở trong hỏa lò. Ở phía dưới, Trương Tiểu Phàm nhìn lên chỉ thấy thạch đầu nằm trong tầm của hỏa long đánh xuống. Chưa hề giao thủ mà hai bên râu tóc đã cháy xém. Không cần nghĩ cũng hiểu thạch đầu đang trong tình cảnh thế nào. Nhưng xem chừng thạch đầu vẫn không hề run sợ, tuy kinh ngạc nhưng không rối loạn. Phá sát pháp trượng dưới pháp lực của thạch đầu tiếp tục lún xuống, kim quang càng thịnh nghênh đón con hỏa long đang lao xuống. Hỏa long trong không trung gầm lên một tiếng, từ hai con mắt lớn phun ra hai luồng hỏa diệm, há miệng đỏ rực ngoạm vào thanh lang nha bổng. Sắc vàng sắc đỏ hỏa quyện vây quanh, nhanh chóng lan rộng, chớp giật vang lừng. Trong giây phút đó, thạch đầu tự cảm thấy cây phá sát pháp trượng khó bề giữ vững, kinh ngạc giây lát, rồi khuếch động thần lực, kéo tuột phá sát pháp trượng khỏi miệng của hỏa long. Chỉ thấy hỏa long bay lượn trên trời, gầm rú không ngừng gấp khai đại khẩu phun ra một cột lửa lớn hướng thẳng về phía thạch đầu. Thạch đầu gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt pháp quyết, phá sát pháp trượng hoành ngang trước mắt, ánh vàng chớp chớp, lập lên một bức tường ánh sáng ngăn chặn cột lửa đang giáng xuống nhưng thân hình không thể tự chủ được bị một luồng mãnh lực đẩy lui về phía sau. Trương Tiểu Phàm mắt thấy thạch đầu lâm vào thế hạ phong, trong lúc nguy hiểm, vội vàng xuất thủ. Thiêu hỏa côn, âm thầm bay lên từ một phía đánh vào hỏa long. Chẳng ngờ hỏa long như có linh tính, tuy không nhìn thấy nhưng vẫn nhận biết, quay đầu trở lại trừng mắt há mồm lại phun ra một cột lửa lớn. Trương Tiểu Phàm không kịp phòng bị, mắt thấy cả núi lửa thế như bài sơn đảo hải lao tới không thể né tránh đành cắn răng thi triển pháp lực chống lại. Thiêu hỏa côn phát khởi thanh quang bay lên phía trước ngăn chặn lấy cột lửa. Đúng lúc đó, lại thấy Tam Vĩ Yêu Hồ cười lên một tràng dài, lăng thân bay lên. Huyền hỏa giám trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ hướng về phía hai người. Trương Tiểu Phàm và thạch đầu đang lúc chống trả với hỏa long, thấy vậy cả kinh. Ngay cả Bích Giao đang đứng sau lưng Tam Vĩ Yêu Hồ cũng kinh hãi không kém. Trong lúc cấp bách, miệng quát lên một tiếng lăng không bay lên, hữu thủ như ngọc, ngón tay co duỗi. Thương tâm hoa biến ra vô số cánh hoa bay lên đầy trời hướng thẳng về phía sau lưng Tam Vĩ Yêu Hồ đánh tới. Tà thủ của Bích Giao kín đáo đưa ra sau lưng, nhẹ nhàng rút lấy hợp hoan linh. Tam Vĩ Yêu Hồ dường như biết thương tâm hoa lợi hại không dám nghênh tiếp, chấp thân tránh ra phía sau. Bích Giao cũng không truy đuổi, lăng thân lao tới đứng cạnh Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn qua đúng lúc sóng mắt Bích Giao nhìn lại. Trương Tiểu Phàm chẳng hiểu sao lập tức quay đầu ra chỗ khác. Chỉ thấy hỏa long vẫn đang diễu võ dương oai trên không trung. Tam Vĩ Yêu Hồ sau khi thấy Bích Giao lao đi, không có nửa phân do dự, vung tay xuất chiêu. Huyền hỏa giám bay vòng trở lại trong tay, toàn thân hóa thành một đạo bạch quang, biến mất trong bóng tối của rừng cây. Bọn Trương Tiểu Phàm ba người bất giác khẽ run lên. Từ xa, Chu Nhất Tiên thở dài, nói, vẫn may, vẫn may. Nhìn con Tam Vĩ Hồ kia đạo hạnh còn chưa đủ, không thể phát huy được uy lực thực sự của huyền hỏa giám, chỉ có thể hù dọa mấy kẻ trẻ tuổi. Nếu không, chỉ cần dựa vào uy lực của huyền hỏa giám thì ba người này hẳn đã nguy rồi. Tiểu Hoàn đứng tại một bên không phục nói, sao ra ra biết đạo hạnh của ả chưa đủ. Cháu thấy dù một trọi ba, ả ta vẫn không bị rơi vào thế hạ phong. Chu Nhất Tiên trừng mắt nói, cháu thì hiểu cái gì, huyền hỏa giám vẫn là thần vật thượng cổ, uy lực tuyệt luân.
truyền thuyết kể rằng, nếu phát huy tới mức lợi hại nhất, Huyền Hỏa Giám có thể xuất ra tới 8 con hỏa long, thiêu đốt hết vạn vật trên thế gian. Thế chẳng lẽ chưa đủ khiến mấy kẻ không biết trời cao đất dày kia đến mảnh cho tàn cũng chẳng còn hay sao? Tiểu Hoàn kêu ứ một tiếng, không để ý đến, quay đầu quan sát hiện trường, bất giác nhíu mày nói, ra ra, người xem bọn họ hình như lại thế rồi. Chu Nhất Tiên kinh ngạc, vội nhìn xem, quả nhiên thấy bọn Trương Tiểu Phàm đang quay lưng vào bóng tối đen thẫm, cũng là chỗ khi nãy yêu hồ tháo lui. Dường như vừa thương lượng vài câu, trong khi Thạch Đầu đã tiến lên trước, Trương Tiểu Phàm bước lên hai bước, chợt phát hiện bích dao không hề chuyển động, bèn quay đầu lại đối mặt với bích dao, dường như muốn nói điều gì, nhưng không hiểu vì sao, không cất lên lời, mặt bỗng đỏ dần lên. Nhưng bích dao bỗng nhiên lại mỉm cười, định nói gì đó nhưng dường như lại quên mất, nhìn Trương Tiểu Phàm hơi run rẩy, lắc đầu, rồi cũng bước lên phía trước. Chu Nhất Tiên ngẩn người ra một lúc, nói, mấy tên thiếu niên này thật không biết sống chết, con yêu hồ có Huyền Hỏa Giám trong tay, mà còn dám truy đuổi. Tiểu Hoàn ở bên cắn một miếng kẹo hồ lô bọc đường, nói không thành tiếng, không phải ông đã nói rồi đó sao, tam vĩ yêu hồ này đạo hạnh chưa đủ, không thể phát huy hết uy lực thực sự của Huyền Hỏa Giám. Đã như vậy, ả có Huyền Hỏa Giám trong tay cũng bằng không có, những người này có gì phải sợ nữa. Chu Nhất Tiên cứng họng, dường như bị nghẹn, một chốc không thể nói nên lời. Phải qua một lúc lâu sau, đột nhiên như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng nói, nhanh, chúng ta đi thôi. Tiểu Hoàn giật mình, nói, đi. Đi đâu ạ? Chu Nhất Tiên bước dài về phía trước, nói, tất nhiên là đi trừ yêu quái rồi. Tiểu Hoàn cười nhạt, đuổi theo nói, từ trước đến nay gặp bao nhiêu là yêu quái? To có nhỏ có, không to có, không nhỏ cũng có, sao lần nào cũng thấy ông chạy mất, chưa hề thấy ông tiến lên diệt trừ yêu quái bao giờ. Chu Nhất Tiên đỏ bừng mặt, đáp, chúng ta hành tẩu giang hồ, điều quan trọng nhất chính là phải tự biết đâu sáng đâu tối. Ôi chao! Đang nói dở chừng, đột nhiên Chu Nhất Tiên dừng bước, mục quang bị sự vật khác thu hút. Tiểu Hoàn ở bên, theo hướng mắt của lão nhìn theo, thấy cái mà Chu Nhất Tiên đang nhìn lại là một vật từ đầu đến giờ im lặng đứng yên. Một chút động tĩnh cũng không hề có cái giếng cổ. Lúc này bọn Trương Tiểu Phàm đã biến mất vào trong bóng đêm. Lũ yêu vật đông nghịt lúc trước bây giờ cũng đã hoàn toàn không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Trong rừng cây chỉ còn lại Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn hai người. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên miệng giếng hiện lên sắc rêu xanh, có những dấu vết cổ sơ, phô bày những nét thê lương. Chu Nhất Tiên hít một hơi thở sâu, đi lại gần. Tiểu Hoàn đi ngay phía sau, bất giác có chút run rẩy, lo lắng, nói, ra ra, người muốn làm gì vậy? Chu Nhất Tiên nhíu mày đáp, ra ra chỉ muốn xem một chút, xem bên trong cái giếng này rút cục có cái gì cổ quái. Vì sao tam vĩ yêu hồ cứ một mực truy hỏi người thiếu niên đó cuối cùng đã nhìn thấy vật gì? Tiểu Hoàn đến chỗ cách cái giếng cổ vẫn còn 3 bước thì dừng lại, trong lòng có chút sợ hãi lo lắng, chỉ cảm giác thấy cái tĩnh mịch của bóng tối xung quanh. Nhưng trong bóng đêm dường như có gió thổi qua, không biết là trong bóng tối có bao nhiêu là con mắt đang dõi theo mình. Chu Nhất Tiên đi đến cái giếng cổ đó, ngẩng đầu nhìn về phía 4 hướng. Nhìn thấy không có điều gì dị thường, bèn nhìn xuống dưới. Tiểu Hoàn ở phía sau bỗng dưng thoáng run rẩy, gọi, ra ra, cẩn thận. Chu Nhất Tiên nhìn Tiểu Hoàn, mỉm cười đáp, không sao. Nói xong, lại nhìn xuống dưới, nhìn xuống phía trong cái giếng đó. Tiểu Hoàn nhìn chằm chằm vào sắc mặt của ông, đột nhiên nhìn thấy trên gương mặt vốn có chút lo sợ mà nghiêm túc của Chu Nhất Tiên xuất hiện một nét biểu cảm ngạc nhiên, sau đó thì trong chớp mắt bỗng chuyển thành vui vẻ, hân hoan, lại biến thành nghi hoặc, ngẩng đầu trầm tư suy nghĩ. Tiểu Hoàn tiến lên phía trước, nói nhỏ, ra ra, người nhìn thấy cái gì vậy? Chu Nhất Tiên nhíu mày đáp, ra ra nhìn thấy một cái gì đó như là cả một núi vàng bạc. Tiểu Hoàn, Chu Nhất Tiên lẩm bẩm nói, bóng nước của cái giếng này lẽ ra phải là bóng người, thật là kỳ quái. À, đột nhiên,
ở bên Tiểu Hoàn bỗng truyền đến một tiếng reo nhẹ. Chu Nhất Tiên giật mình, vội quay đầu nhìn, lại nhìn thấy Tiểu Hoàn, không biết từ lúc nào cũng đến bên miệng giếng, và cùng nhìn xuống dưới rồi. Lúc đó đang ngẩng đầu lên, Chu Nhất Tiên ngẩn người ra một lúc, nói, cháu nhìn thấy cái gì vậy? Vai Tiểu Hoàn nhún vai, đáp, giống như cả một núi kẹo đường hồ lô. Chu Nhất Tiên vội nhảy đến bên Tiểu Hoàn. Một lúc sau, cả hai người bọn họ nhìn về phía rừng cây thăm thẳm. Chu Nhất Tiên nói với Tiểu Hoàn, ra ra nghĩ tới nghĩ lui, cái miệng giếng cổ này chỉ e rằng chính là cái giếng Mãn Nguyệt giếng trong truyền thuyền nói tới. Chính là cái giếng mà vào lúc trăng tròn, nếu người nhìn xuống, sẽ nhìn thấy vật hoặc người mà mình yêu thích nhất. Chỉ có điều, ra ra vẫn chưa rõ, Tam Vĩ yêu hồ tại sao lại cứ truy hỏi người thiếu niên đó đã nhìn thấy gì. Nhưng bây giờ, chính ra ra lại rất muốn biết, rốt cuộc chàng thiếu niên đó đã nhìn thấy cái gì mới được chứ. Rừng cây đó nhìn từ ngoài vào dường như là rất lớn, nhưng bọn Trương Tiểu Phàm vào bên trong rồi, trong bóng đêm lại có một cảm giác hư ảo. Ba người ngự khởi pháp bảo của mình, trong bóng đêm đuổi theo đạo bạch quang phía trước, dấu vết của Tam Vĩ Hồ lúc chạy trốn để lại. Không ngờ đạo bạch quang ấy đang lóe sáng trước mặt mọi người, đột nhiên chẳng rõ duyên cớ biết mất không thấy đâu nữa. Bọn Trương Tiểu Phàm tế ngự pháp bảo, trong nháy mắt đã đi đến chỗ tia sáng biến mất. Chỉ thấy trong khu rừng cổ thâm sâu này, trên bãi đất trống giữa rừng, lại có một gò đất nhỏ, và ở một bên nổi lên một động khẩu. Nham thạch ở bên động khẩu tất thảy đều một màu đen. Không cần nói cũng biết, đây chính là hắc thạch động rồi. Ba người dừng lại bên miệng cái động, nhìn nhau, rồi nhìn vào bên trong hắc thạch động. Chỉ cảm thấy, tuy miệng động không lớn, nhưng bên trong toàn một màu đen sẫm, khiến cho người ta có cảm giác sâu không biết đâu là đáy. Từng trận gió lạnh lẽo thổi qua thân người, làm cho người ta bất giác nổi da gà. Bích Giao nhíu mày nói, cái động này nguy hiểm khó lường, không biết nông sâu thế nào. Hơn nữa pháp bảo vừa nãy ở trong tay yêu hồ uy lực rất lớn, chúng ta không cần mạo hiểm đi vào trong đó. Trương Tiểu Phàm nhìn Bích Giao, vẫn không nói gì cả. Thạch Đầu đã ở bên, nói to, Trương huynh đệ, trừ yêu là việc phải làm hết sức. Chúng ta hôm nay bỏ qua dễ dàng, sau này con yêu hồ này lại xuất hiện, chỉ sợ họa lại càng lớn. Trương Tiểu Phàm lập tức gật đầu, đáp, Thạch đại ca nói rất có lý, chúng ta vào trong thôi. Bích Giao biến sắc mặt, đang định nổi giận, thì Trương Tiểu Phàm lại quay đầu lại, nét mặt thành khẩn, hạ thấp giọng nói, trong đó quả thật là nguy hiểm, ta biết Thạch đại ca là danh môn chính đạo, việc nghĩa không dễ từ. Còn cô, chàng dừng lại, quay đầu đi, nhưng mà âm thanh vẫn còn truyền lại. Sự an toàn là quan trọng, không cần thiết phải đem thân mạo hiểm. Bích Giao tuy không nhìn thấy sắc mặt của Trương Tiểu Phàm, nhưng nghe giọng nói cũng biết là trong đó có vài phần quan tâm, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào. Nhưng mà miệng lại lạnh lùng nói, ta muốn vào thì sẽ vào, ngươi quản lý được hay sao? Trương Tiểu Phàm ngỡ ra một lúc, nhất thời không nói lên lời. Thạch Đầu ở bên nhìn thái độ hai người kỳ quái, lắc đầu nói, Trương huynh đệ, chúng ta vào thôi. Trương Tiểu Phàm khẽ đồng tình, không cưỡng được lại liếc nhìn Bích Giao một cái. Chỉ thấy Bích Giao hứ lên một tiếng, thân hình chuyển động, lại vượt lên trước hai người, nhảy vào cái động tối sẫm, giơ bàn tay không nhìn thấy năm ngón đó. Trương Tiểu Phàm hốt hoảng, vội vàng theo sau, bên tai vẫn nghe thấy tiếng gió rít, nghĩ rằng chắc là Thạch Đầu cũng vào theo rồi. Trong bóng tối, thương tâm hoa trong tay Bích Giao bỗng phát sáng, ánh sáng dịu dàng chiếu sáng xung quanh phạm vi khoảng 5 thước. Trương Tiểu Phàm nhìn về bốn phía, chỉ thấy trên tường nham thạch đều là hình thù cổ quái đen xì như mực, có vẻ như là loại đá cứng và kiên cố, thập phần lạnh lẽo. Cái động lạnh lẽo này, cùng với vạn bức cổ quật ở Không Tang Sơn ngày đó không khác nhau là mấy. Vừa vào trong động, đường đá như là hướng thẳng xuống lòng đất, nhưng độ nghiêng dốc lại còn vượt hơn cả vạn bức cổ quật, lại cũng không biết cuối cùng thì do đám dân làng khai thác đá mà thành, hay là do thiên nhiên tạo ra đá vốn như thế. Ba người đi vào bên trong, dần dần đi sâu vào trong lòng đất, nhưng bốn bên đều không có động tĩnh gì, không hề có chút sinh vật sống nào,
không giống như trong vạn bước cổ quật có vô số những con rơi hút máu người đáng sợ. Trương Tiểu Phàm đi mãi, tinh thần không kiên nhẫn được nữa, nhớ lại cảnh của vạn bước cổ quật khi đó, lại tự nhiên nghĩ đến những ngày mình và Bích Giao bị vây khốn trong Tích Huyết Động dưới Tử Linh Nguyên. Đúng lúc đó, Bích Giao đi trước bỗng dừng lại, miệng thốt lên một tiếng kêu khẽ. Trương Tiểu Phàm cho rằng đã có gì nguy hiểm, trong lòng hốt hoảng, vội vàng tiến lên phía trước, đứng ở bên Bích Giao. Bích Giao ngơ người ra một lúc, quay mắt ra nhìn Trương Tiểu Phàm. Trước mặt không còn đường đi nữa. Một bờ vực chắn ngang trước mặt cắt mất con đường. Dưới vực toàn là một màu đen thẫm. Nhưng từ xa nhìn lại, trong một màu đen thẫm đó, lại phảng phất như vẫn có vật gì đó phát ra những ánh lửa ma quái không ngừng. Trương Tiểu Phàm hơi chút sợ hãi, ngẩn người, trong lúc hoảng hốt tưởng như mình đã quay lại Tử Linh Nguyên ngày trước. Nhưng rõ ràng là nơi này so với Tử Linh Nguyên khác rất nhiều. Cả không gian và ánh sáng đều nhỏ hơn đến 100 lần. Trương Tiểu Phàm nhíu mày, quay lại nhìn Thạch Đầu. Thạch Đầu lúc đó cũng đã đi đến bờ vực, xem xét một hồi. Trầm ngâm nói, Trương huynh đệ, xem ra chúng ta chỉ có cách đi tiếp mà thôi. Trương Tiểu Phàm gật đầu, nói, Thạch đại ca, huynh cũng tự mình phải cẩn thận mới được. Thạch Đầu sắc mặt ngưng trọng, nói, đệ cũng thế nhé. Nói xong giơ tay bắt quyết, phá xá pháp trượng tỏa sáp vàng nâng lên ngang mặt. Thạch Đầu nhảy lên phía trước, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ hạ xuống. Trương Tiểu Phàm quay lại nhìn Bích Giao, nhưng lần này cũng không nói gì, tế khởi thiêu hỏa côn rồi cũng đi theo Thạch Đầu. Bích Giao ở ngay phía sau đột nhiên cười lên, trong tiếng cười ẩn chứa bao nhiêu là vui mừng. Vàng, xanh trắng ba sắc màu kết hợp, theo vách đá từ từ hạ xuống. Xung quanh vẫn còn là một màu nham thạch đen thẫm. Ngoài ra cũng chẳng thấy có âm thanh sự vật gì, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Càng nhìn xuống dưới, nhiệt độ xung quanh dường như càng tăng lên. Như thế cứ hướng xuống phía dưới một đoạn, Trương Tiểu Phàm dựa vào ánh sáng pháp bảo của ba người, dần dần nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Chỉ thấy dưới vực quả thật không có đường đi nữa, mà chỉ là chập trùng toàn những loại đá cổ quái. Từ chỗ ba người nhìn bao quát, cảm giác như chính là chiếc giếng cổ phóng đại gấp 100.000 lần, cứ hướng mãi xuống dưới. Đột nhiên, Thạch Đầu xuống trước bỗng vội nói, cẩn thận. Trương Tiểu Phàm và Bích Giao cả kinh, vội vàng phòng bị. Chỉ thấy phía dưới không xa trên bức tường đá có một hang đá nhỏ. Trong hang có hai con mắt phát ánh sáng u ám, đang nhìn về phía họ. Thạch Đầu hướng về phía đó thủ thế, từ từ tiến đến. Trương Tiểu Phàm và Bích Giao bình trụ hơi thở, cẩn thận nhìn vào trong. Khi tiếp cận lại gần rồi, không hiểu là đã bao nhiêu lâu không có ánh sáng chiếu đến nơi đen tối này. Đường lúc kim quang của phá sát pháp trượng chiếu sáng, bọn họ cùng nhìn thấy sự vật bên trong té ra là một con chuột rất to. Lão thử này vốn lấy cái hang nhỏ này làm tổ, lúc đó đang trừng mắt nhìn ba người. Thạch Đầu lắc đầu quay lại, cùng bọn Trương Tiểu Phàm, Bích Giao nhìn nhau, cả ba cười khổ, sau đó tiếp tục đi xuống. Tuy nhiên, cảnh vật ở ngay phía dưới quả thật họ không thể nào ngờ tới. Một điểm, hai điểm, ba điểm. Trong bóng tối nhập nhoạng lúc âm u tranh tối tranh sáng, phía trước, phía sau, phía trên, phía dưới bọn họ lại từ từ sáng dần lên. Ẩn trong bóng tối, dường như có vô số tiếng thở gấp to nhỏ truyền lại, lại dường như là những tiếng gầm gừ nho nhỏ. Phía bên trên của hắc thạch động dường như là nơi đất đai cằn cỗi, chẳng hề có chút sự sống nào. Nhưng phía dưới vách đá này, nơi không hề có ánh mặt trời chiếu tới, thật không ngờ lại có vô số sinh vật sinh sôi nảy nở. Bóng tối dường như đang kéo lên trước mắt họ một bức màn cổ kính, mang theo một nỗi hồi hộp vô danh. Từ chỗ cái hang chuột hướng xuống dưới, những động đá trên vách núi càng ngày càng nhiều lên. Về sau chỉ mấy cách thước là lại có một cái động. Nhưng trong động đó có vô vàn các loại sinh vật, chuột, rơi, hắc tinh tinh, báo, sống hoang dã chẳng hiểu hàng ngày chúng kiếm ăn như thế nào. Những loại động vật này họ đã có biết qua rồi. Nhưng sau đó đi xuống thêm một đoạn nữa, họ càng tròn mắt há hốc miệng ngạc nhiên. Nhìn những con cua vốn sống dưới nước lại bò trên vách đá, mà những con cua này lại có đến 4 cái càng. Chưa hết, còn có thêm 4 cái chân ly miêu,
hình dạng vô cùng đáng yêu không biết phải gọi tên như thế nào nữa. Trên đầu lại có một vân hình chữ vương trông giống đầu con lợn quái dị có hai sừng. Những loại này ở đây nhiều vô cùng, đếm mãi không hết. Vô số những con mắt dường như hội tụ thành một biển u quang, từ trong tối nhìn chằm chằm vào ba người đang giữa chỗ sáng. Trương Tiểu Phàm càng nhìn càng ngạc nhiên, trong lòng không sao ngăn nổi liên tưởng đến Tăng Thư Thư sư huynh. Nếu nhìn thấy những thứ này, với niềm yêu thích những sinh vật kỳ lạ của sư huynh, chỉ sợ anh ta sẽ cười đến không ngậm miệng lại được. Các bạn đang nghe chuyện Chu Tiên tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 53, Hỏa Long. Trong bóng tối, vô số những cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào hào quang của cả ba người. Không hiểu vì sao, Trương Tiểu Phàm trong lòng cảm thấy một chút lo sợ. Nhìn qua bên cạnh, Bích Giao và Thạch Đầu vẫn điềm nhiên không chút mày. May chú ý, tựa hồ như hai người đã từng kinh qua những cảnh tượng này rồi. Tuy nhiên, những sinh vật xung quanh không tỏ vẻ gì như muốn tấn công bọn họ. Ngoài việc thỉnh thoảng phát ra những tiếng gầm rú như hổ báo, bọn chúng tuyệt nhiên không có động tĩnh nào, chỉ im lặng ngước nhìn và chờ đợi. Cả ba người họ vẫn tiếp tục đi xuống, có lẽ đã đi được 4-5 trượng nữa. Trương Tiểu Phàm đột nhiên phát hiện, số lượng những cặp mắt phát sáng xung quanh dường như dần dần giảm đi, song cảm giác dần dần thì vẫn y như cũ. Ông cảm giác mỗi cặp mặt ấy dường như lớn hơn rất nhiều so với những cái nhìn thấy lúc nãy. Tiểu Phàm khẽ nhíu mày, bay về phía vách đá trước mắt. Quả nhiên, qua ánh sáng mờ mờ phát ra từ thiêu hỏa côn, trên bức tường đá tối đen số lượng hang động giảm đi rất nhiều. Những hang động này to gấp đôi so với những cái ở trên, cao chừng qua đầu người một chút. Như tương thích, những sinh vật trong động rõ ràng đặc biệt hung ác, con nào con ấy vừa to lại vừa lớn, răng cỏ lầm chởm, mặt mũi dữ tợn, khiến người ta trong lòng phải khiếp sợ. Bỗng nhiên một con quái thú trước mặt Tiểu Phàm, thấy hắn đến gần liền gầm lên một tiếng thực to. Con thú ấy vô cùng to lớn, mình như mình heo rừng, đầu to như con gấu khổng lồ, bàn tay to lớn quét ra, chút nữa đã đánh trúng mình Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm giật mình thất kinh, vội ngự pháp bảo, nhanh chóng lùi về sau tránh được. Cùng lúc, Bích Giao và Thạch Đầu nghe thấy tiếng gầm liền bay lại xem chuyện gì. Tiểu Phàm thấy thế nói luôn, nơi đây sinh vật toàn là những thứ quay thú hung ác, mọi người hãy cẩn thận. Cả hai người gật đầu đồng ý, ra sức phòng bị, tập trung cảnh giác. Nhưng trừ phi đến gần quấy rầy chúng, bọn họ không gặp bất cứ sự xâm phạm nào của bọn quái thú ấy. Hình như tuy to lớn hung ác, song bọn chúng đều không biết bay, vì thế chúng chỉ đứng yên trong động nhìn ra. Trương Tiểu Phàm vừa cẩn thận điều khiển đường bay của pháp bào, vừa nghĩ thầm, bọn quái thú này không thể bay được, không hiểu trên tuyệt bích này chúng kiếm ăn thế nào nhỉ. Cứ thế, ba người bay xuống hơn vài trượng nữa. So với miệng hang, tổng cộng đã xuống được độ sâu gần 100 trượng. Nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy độc một vực thẳm đen ngòm, trừ ánh sáng phát ra từ mắt những con dã thú, ánh sáng mặt trời tuyệt nhiên không thể chiếu được tới đây. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, hang động này không vì thế mà trở nên lạnh lẽo. Ngược lại, nhiệt độ ở đây thậm chí còn cao hơn trên mặt đất nhiều. Trương Tiểu Phàm thậm chí còn cảm thấy nóng đến đổ mồ hôi hột. Nhìn xung quanh chỉ thấy toàn những phiến đá đen, không có khối nham thạch nào đủ nóng, thật là hết sức kỳ quái. Thạch Đầu đang ngự trên cây pháp trượng phá sát của mình, thong thả bay chập lại rồi nói, cha mẹ ơi, chỉ có con hồ ly chết tiệt này mới chọn một nơi kỳ dị như thế này để sinh sống. Trương Tiểu Phàm chẳng hề quan tâm, nhưng nghe thấy bên cạnh mình cách không xa lắm tiếng Bích Giao khe khẽ cười khúc khích. Tiếng cười trong trẻo vui tai, mặc dù nàng đã thấp giọng xuống, nhưng giữa bốn bề yên lặng, tiếng cười thực vang đi rất xa. Trương Tiểu Phàm nhìn nàng, chỉ thấy thương tâm kỳ hoa phát ra một màu trắng nhẹ nhẹ, Bích Giao mặt cười như hoa, vẻ ngoài nhất mực dịu dàng. Cùng lúc đó, Bích Giao dường như cũng cảm giác được điều gì đó, quay đầu nhìn Tiểu Phàm, hai luồn mục quang chạm nhau. Tiểu Phàm tim muốn rớt ra ngoài, liền vội vã quay đầu bỏ đi. Phía bên dưới,
tình cảnh nảy sinh rất nhiều sự biến hóa, những hang động càng lúc càng to ra, những sinh vật so với phía trên cũng có kích thước lớn hơn rất nhiều, xem ra chúng còn to hơn một người bình thường. Lúc ấy, ba người bọn họ chợt phát hiện ra một nửa thạch động dường như là trống rỗng, phảng phất đâu đó một mùi máu tanh tưởi. Ba người im lặng nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác thận trọng, nhưng không vì thế mà giảm tốc độ bay xuống. Trong bóng tối vô cùng dưới chân bọn họ, có cái gì như ánh sao, như đốm lửa nhỏ, lặng lẽ phát sáng mà không một ai hay biết. Phía trên mặt đất, dưới ánh sáng của ngọn đuốc, Chu Nhất Tiên và cháu gái Tiểu Hoàn khó khăn lắm mới dò dẫm đến được bờ vực ban nãy đám người Trương Tiểu Phàm đã nhảy xuống. Nhìn thấy phía trước vách đá dựng đứng không có lối đi, dưới chân là vực sâu thẳm không đáy. Chu Nhất Tiên chỉ biết im lặng, không nói được lời nào. Tiểu Hoàn tuổi hãy còn nhỏ, dù cho đã đi chu du nhiều nơi với Gia Gia, nhưng trong tình cảnh đứng giữa hang động bốn bề yên lặng, trong lòng không khỏi mười phần khiếp sợ. Cô bé hò cổ nhòm xuống bên dưới vách đá, nhưng vội vã rụt cổ lại tức thì, lặng lẽ đến bên cạnh Chu Nhất Tiên hỏi, Gia Gia, chúng ta có đi xuống dưới đó không? Chu Nhất Tiên đảo trong mắt qua lại mấy lần, rồi nói, chúng ta không có đạo pháp, lại không có dây nhờ, làm sao mà xuống được? Tiểu Hoàn nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, tay vỗ vỗ ngực nói, thế thì tốt, thế thì tốt. Chu Nhất Tiên trừng mắt nhìn Tiểu Hoàn, tốt cái gì mà tốt, ai biết ở dưới đó có núi vàng, núi bạc, ngọc ngà, châu báu đang đợi chúng ta. Nhưng mà, nếu đi xuống thì quả là ngu xuẩn. Giọng nói đau đớn tiếc nuối mãi không thôi, Tiểu Hoàn hừ một tiếng, huơ huơ cánh tay phải đang cầm cây kẹo đường hồ lô, nghiến răng nói, núi vàng núi bạc nào, nói không chừng là núi sắc núi xương ở đó chờ ông đó. Vậy cũng tốt, nếu không xuống đó, chúng ta mau mà đi chỗ khác. Vạn nhất có gì xảy ra, có hai con yêu quái tấn công, chỉ sợ ông nội đỉnh đỉnh đại danh là đệ tử đời thứ 13 của Thanh Vân Tổ Sư, lại làm Tổ Sư ra mất hết thể diện. Chu Nhất Tiên nổi giận, nói sàn, Chu Nhất Tiên ta mà là loại người đó à, làm sao làm nhục sư môn được. Nói chưa hết câu, từ trong sơn động yên, lặng, phát ra hai tiếng toa toa, liền tức thì bắn ra hai luồn đạo quang, nhanh như điện xẹt, chỉ trong chớp mắt, bắn đến ngay trước mặt hai người. Chu Nhất Tiên kinh hoàng hét lên, kéo theo Tiểu Hoàn, tay phải móc ra đạo chỉ phù màu hàng, định độn thổ chạy trốn. Nhưng không ngờ tiếp sau hai luồn đạo quang, hai bóng người nhảy ra, động tác nhanh như ma quỷ, chẳng đợi Chu Nhất Tiên thi triển đạo chỉ phù, chỉ nghe thấy hắn phát ra một tiếng tè. Chu Nhất Tiên sau gáy lạnh toát, hình như bị vật gì từ bên hông đâm trúng, toàn thân lão lông tóc dựng đứng, trong lòng kêu khổ không dứt. Lát sau định thần nhìn lại, Chu Nhất Tiên phát hiện ra đối phương không muốn lấy tính mạng lão, nhưng vật kia vẫn dính trên gáy lão. Thu hết can đảm đưa mắt nhìn hai bóng người đó, thì thấy một nam một nữ tuổi còn trẻ, nam nhân mặt sáng như ngọc, cực kỳ anh tuấn, nữ nhân mặt đẹp như đóa phù dung, kiều diễm vô song. Lúc này cả hai người còn cách Chu lão tiên đến hơn 10 thước. Đoạn nam nhân huơ tay một cái, trong tay cầm món đồ nhìn như cây thước bằng ngọc, món pháp bảo nhẹ nhàng bay tới kề lên cổ Chu Nhất Tiên. Đồng thời nữ nhân đồng thời điều khiển thanh tiên kiếm màu xanh chĩa thẳng vào Tiểu Hoàn. Tiểu Hoàn sợ đến mặt trắng bệch không còn giọt máu, tay trái vẫn nắp chặt thanh kẹo hồ lô, vừa khóc thật to vừa nói, yêu quái ca ca, yêu quái tỷ tỷ, đừng ăn thịt ta ít lắm, không ngon đâu, có ăn thì ăn ra ra ta kìa. Chu Nhất Tiên gần như nằm lăn ra đất, giận dữ hét lên, con nha đầu đáng chết, lão già này nuôi ngươi từ nhỏ tới lớn, thường ngày không có gì bạc đãi ngươi, vậy mà đến lúc sống chết này, ngươi lại phản bội ra ra ngươi thế sao? Tiểu Hoàn càng khóc to hơn, ra ra, đừng trách con, ít nhất sau khi lão chết đi, còn có con đem kẹo hồ lô ngào đường cho lão. Chu Nhất Tiên giận dữ nói, hàm hồ, lão già bình sinh cần gì cái thứ ngọt ngọt, dính dính đó chứ, có đem thì phải đem gà, cá trưng cá hấp, hiểu chưa? Tiểu Hoàn gật đầu nói, ra ra, con đã ghi nhớ rồi, ông cứ yên lòng. Chu Nhất Tiên thở phào nhẹ nhõm,
Thế cũng tốt rồi, vậy ta ra đi cũng cảm thấy thanh thản. Ông ta đột nhiên giật mình, lông mày dựng đứng, con nha đầu đáng chết, dám lừa gạt ta, ngươi biến đi đâu rồi, ta sẽ... Chu Nhất Tiên kêu gào liên tục không dứt, đầy vẻ đau xót trước mấy lời nhẫn tâm của Tiểu Hoàn. Hơn nữa nhìn lão dáng điệu ngây ngô, nói năng không đầu không đuôi. Cả hai người lạ mặt không hẹn mà cùng nhíu mày, nhìn nhau im lặng một lúc lâu, đoạn cùng lúc thu hồi pháp bảo. Nữ nhân bèn nói, sư huynh, muội thấy gã này trên người không toát ra yêu khí, chắc không phải loài yêu nghiệt. Nghe vậy nam nhân liền nói, thế thì tốt rồi. Đoạn hắn quay đầu về phía Chu Nhất Tiên, cất giọng nói lớn, ngươi là ai? Chu Nhất Tiên thở phào, lập tức lấy lại thái độ bình tĩnh, điềm đạm, lão phu và đứa cháu nội biết nơi đây có bọn yêu nghiệt hoành hành, nên đặc biệt đến để hàng yêu. Vì dân trừ đi đại nghịch Tiểu Hoàn trong bụng cười sặc sụa, đưa mắt liếc ra một cái, liền thấy Chu Nhất Tiên hành động thản nhiên, thần sắc như thường. Không ngờ nam nhân vừa nghe thấy như thế, liền đỡ hai ông cháu họ dậy, lạnh lùng cười một cái, ta nghĩ đạo pháp các người hãy còn thô thiển, chỉ sợ gặp tiểu yêu đã không phải là đối thủ, không ngờ lại dám đến nơi hung hiểm thế này. Tốt hơn nên đi về cho sớm. Chu Nhất Tiên mặt đỏ lên vì ngượng, nói lắp bắp, già. Vừa nói vừa đưa tay kéo theo Tiểu Hoàn, quay đầu bước ra ngoài. Nhìn theo hai người một già một trẻ dắt tay nhau đi khỏi nơi hung hiểm tối tăm, nam nhân quay đầu nhìn vách đá phía trước rồi nói, sư muội, xem chừng chúng ta phải đi xuống đó rồi. Nữ nhân mỹ lệ liền nói, đúng, thật là trời giúp chúng ta. Từ cái chấn nhỏ đỏ cho ta biết con yêu nghiệt hồ ly đang ẩn náu bên trong thạch động tối tăm này. Nếu có thể trừ được loài yêu quái, thu hồi huyền hỏa giám, cốc chủ nhất định vô cùng vui mừng. Nam nhân tự nhiên nở một nụ cười, rồi nói, vậy thì không được chậm trễ, chúng ta đi thôi. Nói đoạn, quang mang lượng khởi. Hai người một nam một nữ, như hai lùng điện cùng nhau bay thẳng vào hang động sâu hoắm ấy, như muốn xé toang bóng tối. Phía trên hang động, trong bóng tối cũng bập bùng một ánh lửa. Hai ông cháu Chu Nhất Tiên đang chạy bỗng nhiên dừng lại. Thực ra cả hai người đi cũng không được bao xa. Chỉ thấy Chu Nhất Tiên khẽ nhíu mày, ngần ngại trong giây lát, quay lại nói, cả hai thiếu niên đó tư chất cực tốt, đạo hạnh cao thâm. Lúc nãy ta nhìn thấy trên viền áo của họ có vẽ hình một ngọn lửa, chỉ sợ đó chính là đệ tử của Phần Hương Cốc. Tiểu Hoàn giật mình thất kinh, Phần Hương Cốc. Chu Nhất Tiên gật đầu nói, Phần Hương Cốc thế lực cực lớn, tu tập đạo pháp giống với Thanh Vân Môn, cùng với Thiên Âm Tự là ba môn phái lớn nhất của chính giáo, môn hạ cao nhân cực nhiều. Gần đây nghe nói gửi đi hai đệ tử xuất sắc nhất, một nam một nữ. Nam nhân tên là Khiếu Lý Tuân, nữ là Hoàn Yến Hồng. Nhìn thấy hai người lúc nãy sử dụng pháp bảo, đích thị là đệ tử Phần Hương Cốc, không thể nào sai. Tiểu Hoàn hướng về phía bờ núi, nói bằng giọng điệu lo lắng, hồi nãy ba người cũng đã xuống dưới đó rồi. Chu Nhất Tiên hai vai khẽ rung rung, đoạn nắm lấy tay Tiểu Hoàn, kéo ra ngoài, miệng nói rằng, vậy chúng ta ở lại đây cũng không làm được gì, đêm nay ở dưới đó nhất định là đánh yêu quái náo nhiệt lắm, chúng ta tuyệt nhiên không có chút tiện nghi nào. Ái già, thật là đáng tiếc, đáng tiếc. Tiểu Hoàn nhếch mém cười nhẹ, chẳng nói gì nhiều, chỉ yên lặng theo ra đi ra ngoài. Phía dưới vách đá tĩnh mịch kia, hình ảnh của Lý Tuân và Yến Hồng đã biến mất vào trong bóng tối vô cùng. Trương Tiểu Phàm hiện thời ở trong thạch động, càng lúc càng thấy xung quanh nóng lên, nhưng lâu lâu cũng còn thấp thoáng những ánh mắt của loài dã thú. Trong thâm tâm thoáng chút hồi tưởng về Tử Linh Viên trước đây. Kích thước của sơn động mỗi lúc một lớn hơn, nơi này chiều cao ước chừng gấp rưỡi tới gấp đôi người bình thường. Vì thế mà loài dã thú lại càng hung hãn bội phần, kích cỡ thì khỏi phải nói, rõ ràng là to lớn hơn bình thường rất nhiều. Nhưng trong không khí, mùi tanh của máu càng lúc càng nặng. Trương Tiểu Phàm đang bay lượn, nghe thấy từ nơi nào đó không biết, vọng lại những tiếng nhai rạo rạo, tựa hồ như có con thú khổng lồ nào đó đang xé thịt nhai nuốt. Người nghe quả nhiên sợ đến nỗi gân cốt bùn rùn. Hết thảy bọn họ cảm thấy toàn thân căng lên, không ai nói lời nào, tựa hồ có thể nghe được từng tiếng tim đập thình thịch. Bỗng nhiên,
trong cái bóng tối mịt mùng dưới chân, Trương Tiểu Phàm cảm thấy có một luồng gió mạnh vô cùng thổi qua. Dường như có linh tính điều gì, tim hắn đập liên hồi. Thiêu Hỏa Côn gặp luồng gió mạnh ấy, tức tốc bị giạt qua một bên đến ba thước. Bịch, âm thanh khô khốc vang lên, ánh sáng chớp qua một cái. Ở nơi tối tăm này, hình như có cái gì đó như xúc tu của một con vật khổng lồ, quất vào Trương Tiểu Phàm như một cây roi, làm hắn bay giạt qua một bên đập vào vách đá. Vách đá xung quanh cũng vì thế mà chấn động, bụi đất bay lên tứ tung, vô số đá to đá nhỏ đùng đùng rơi xuống. Giây lát sau, một âm thanh ai oán thê lương từ dưới vực sâu cất lên, trên vách đá cũng đột nhiên phát ra thứ âm thanh ấy, điên cuồng gào thét. Tiểu Phàm và mọi người vô cùng ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy vật gì như một con ác quỷ có xúc tu cực lớn đang xông vào một cái hang động gần đó, cả người uốn éo, chuyển động không ngừng. Trương Tiểu Phàm hít vào một luồng khí lạnh, chỉ thấy trận gió to khi nãy đã thổi thốc đến mặt, kèm theo là sự xuất hiện của một con cọp răng kiếm năm mắt khổng lồ. Phút chốc con cọp ấy đã bị cái xúc tu quấn chặt, từ từ kéo lê về phía hang động trống không đó. Dù cho con cọp ra sức nhẹ nhanh múa vuốt, gầm thét liên hồi, nhưng thân thể con cọp dù to lớn cách mấy xong so với kích thước của cái xúc tu ấy, hệt như một đứa bé nhỏ xíu, hoàn toàn vô vọng. Cái xúc tu quấn lấy toàn bộ con cọp, nhanh chóng rút xuống dưới bóng tối. Từ trong sâu thẳm còn vang lên tiếng la hét ai oán trong tuyệt vọng của con cọp xấu số. Cả ba người đứng sững lại, nhìn nhau thất sắc, nhất là Bích Dao, gương mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Dưới chân bọn họ là một màu tối đen như mực, sâu đến không thể nhìn thấy đáy, thật sự không biết đang ẩn tàng biết bao nhiêu thứ đáng sợ. Giây lát sau, Thạch Đầu ho lên một tiếng to, muốn mở miệng nói điều gì đó, nhưng không ngờ Bích Dao hai mắt tinh tường hơn mình, la lên hốt hoảng, phía dưới kia, cẩn thận. Tiểu Phàm với Thạch Đầu vội vã quay lại, nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy giữa bóng tối sâu thẳm, có một ngọn lửa đang ngùn ngụt bốc lên. Trong giây lát, nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng lên vùn vụt, chỉ thấy ngọn lửa ấy lập tức biến thân thành một con rồng lửa lớn, ra sức gào thét, theo luồng gió mà bay lên, trong phút chốc đã tiến đến gần bọn họ. Ba người nhìn thấy cảnh đó, tất cả đều biến sắc. Con rồng lửa gầm lên một tiếng dữ dội, gạt phăng tất cả những chướng ngại vật, cùng với tiếng gầm khủng khiếp, trùng trùng tiếng lên. Nhìn hình dạng của con hỏa long, đích thị là do Tam Vĩ Yêu Hồ sử dụng huyền hỏa giám mà tạo ra. Nhưng không biết vì sao, kích thước và uy lực của hỏa long lúc này còn lớn hơn rất nhiều so với lúc trước nữa. Tuy cả ba người trong lòng đều có chung sự nghi vấn, song trong giây phút này không còn lòng dạ mà nghĩ ngợi lung tung nữa. Nhìn thấy con hỏa long mặt mũi dữ tợn, sóng nhiệt đầy trời, ầm ầm tiến tới, bất giác cùng thở dài một cái. Đoạn cả ba người nhanh nhẹn tách ra, ngự trên pháp bảo, chuẩn bị đối phó. Ba món pháp bảo phát ra ba đạo quang cực mạnh, bảo vệ chủ nhân bên trên. Tuy nhiên uy lực của hỏa long quá lớn, nếu đem ra so sánh với mấy món pháp bảo, ưu thế tuyệt nhiên vượt hơn bội phần. Cả bọn Trương Tiểu Phàm cùng một lúc bị ngọn lửa hỏa long đẩy lùi về phía sau một cái thật mạnh, đập vào vách đá phát ra mất tiếng ầm ầm. Hỏa long vẫn tiếp tục lao về phía trước, uy thế kinh người. Trương Tiểu Phàm hai vai đập mạnh vào vách đá, đau tối mặt tối mũi. Nhưng hắn cũng còn may mắn, định thần nhìn lại, thấy vách đá nhọn hoắt nhô lên sừng sững ở bên cạnh. Nếu không rơi trúng vào cái thạch động này, có lẽ đã bị đá xiên qua người. Bất chợt, từ trong động vang lên một tiếng gầm dữ dội, không cần nói cũng biết nó phát ra từ mấy con mãnh thú sống trong động. Trương Tiểu Phàm giật mình thất kinh, định mở miệng kêu cứu thì nghe Thạch Đầu gầm lên một tiếng rất lớn. Trong hang động không ngừng vang những tiếng rột rẹt. Lát sau, một đạo hào quang vụt lóa, từ trong động một thân hình đồ sộ bay thẳng ra ngoài. Nhìn kỹ lại chính là một con quái thú mình mẩy to lớn kỳ lạ hết sức. Tiểu Phàm thấy thế, trong lòng cảm thấy phần nào nhẹ nhõm. Hắn thầm nghĩ người này tên gọi Thạch Đầu thật là không đúng, so với đá xanh thực tình cứng hơn rất nhiều mới phải. Lúc này, con hỏa long trên cao cuộn lại thành một vòng lửa lớn, điên cuồng gầm thét,
uy thế hệt như sấm sét trên trời. Cùng một lúc, tất cả từ trên cao đánh xuống, thực khiến người ta thất điên bát đảo. Trương Tiểu Phàm hai hàm răng nghiến chặt, nhanh chóng niệm pháp quyết, đảo người qua bên cạnh 10 trượng, tránh luồng lửa của hỏa long đang ào ào đánh tới. Tay phải hua ra một cái, thiêu hỏa côn nhằm thẳng cổ con rồng mà phong phăng lao đến. Hỏa long thét lên một tràng kinh người, hai mắt phát ra hai luồng lửa sang rực, long chảo khổng lồ giơ lên định gạt ánh sang màu xanh của thiêu hỏa côn sang một bên. Trương Tiểu Phàm mặt mày trắng bệch, thấy trước mắt mấy luồng lửa đỏ rực cuồn cuộn lao tới, chỉ còn biết cắn răng mà chịu đựng. Lúc này bỗng nhiên vang lên một tiếng quát lớn, loang loáng qua ánh sáng phát ra từ mình con hỏa long, một bóng nhân ảnh xanh lục vút qua. Đích thị là Bích Giao, y phục màu lục hệt như đang trôi bập bềnh trong gió. Đóa thương tâm hoa phát ra một đạo bạch quang, những cánh hoa tung bay như đang khiêu vũ giữa không trung, mang vẻ đẹp trầm buồn như đang ướt sũng dưới cơn mưa. Pháp bảo nhắm thẳng dưới nách hỏa long mà tiến tới, một tay phò trợ cùng với thiêu hỏa côn của Trương Tiểu Phàm. Gừ gừ, trong ánh lửa cuồng lên như điên dại, hỏa long gầm một tiếng long trời lở đất, hai chân quào quào trong không khí, khắp bầu trời ập xuống một cơn mưa hoa trắng. Hỏa long thấy thế liền lùi lại 3 thước né tránh, nhưng Bích Giao cùng Tiểu Phàm liên thủ, pháp lực mạnh mẽ vô bờ, áp chế sức mạnh của hỏa long, buộc nó phải thối lui thêm 10 thước nữa. Cũng trong lúc ấy, bất ngờ từ trong thạch động tối tăm, một bóng người ầm ầm lao ra, khí thế như thác đổ, trông ra mới hay, đó chính là Thạch Đầu. Thạch Đầu hai mắt nhìn chằm chằm Tiểu Phàm và Bích Giao, chỉ thấy hai người toàn lực chống lại hỏa long. Hai người đang bị bao vây bởi những ngọn lửa dữ dội xung quanh. Tuy có hai món pháp bảo hộ thân, song gương mặt mỗi lúc một đỏ lên do sức nóng của lửa. Thạch Đầu hai mắt không chớp lấy một cái, nhảy lên thật mạnh, lơ lửng giữa không trung. Bèn đổi tư thế hai chân ngồi xếp bằng, hai tay nắm chặt phá sát pháp trượng, phút chốc phóng kim quanh mạnh mẽ phóng ra. Cả thanh lang nha bổng sáng rực lên sắc vàng, tựa hồ như có thể nhìn xuyên qua được, hiển nhiên là bị pháp lực dồn vào. Còn con người Thạch Đầu thì vốn còn trang nghiêm hơn cả. Pháp tướng nên từ xa nhìn lại, thật chẳng khác gì cao tăng Phật môn là mấy. Nhìn vào đôi mắt trận trừng dữ dội của y, hệt như đôi mắt của Diệt Ma Kim Cang, uy thế bức nhân. Thân lờ lững giữa không trung phát ra kim quang rực rỡ như tia điện, rạch một nhát ngang trời, phát ra một tiếng nổ dữ dội. Cây trượng phá sát vươn thẳng lên trời, tua tủa những gai nhọn như đá cứng, tức thời lao xuống mạnh mẽ như sắt như đá, tròn vòng 40 thước chung quanh đều bị ảnh hưởng. Gương mặt Thạch Đầu căng ra, gân xanh nổi lên chi chít, trông hết sức đáng sợ. Thậm chí hai bên khóe môi dần dần nổi lên những tia máu đỏ ngầu. Hai tay nắm chặt pháp trượng mà lao xuống. Chỉ nghe y thét lên một tiếng, đạo kim quang tập trung lại cực lớn, nhằm vào đầu con hỏa long mà đánh thẳng tới. Uy lực tuyệt đối không nhỏ, không hỏi cũng biết Thạch Đầu tập trung hết sức lực toàn thân mà xuất chiêu. Dù cho hỏa long hung mãnh không ai bì kịp, song đương đầu với đòn tấn công mạnh mẽ ấy, lại thêm Tiểu Phàm và Bích Giao ở hai bên hợp sức giáp công, ra sức gia tăng áp lực. Hỏa long phát ra một tiếng giống thật dài, vang động bốn phía, toàn thân không còn chút sức lực chống đỡ, chúng đòn rơi xuống, nhanh chóng biến mất giữa bóng tối đen ngòm. Thạch Đầu xuất kích thành công, nhưng toàn thân rúng động, trên gương mặt vẻ dũng mãnh dữ tợn chợt biến mất, cảm thấy chân đứng không vững, chỉ trực rơi xuống. May sao Tiểu Phàm nhận thấy Thạch Đầu có biểu hiện bất thường, bèn vội vã chạy đến bên cạnh mà đỡ lấy vai y. Giây lát sau Thạch Đầu đã có thể tự mình đứng được. Nhưng không đợi cho hai người bọn họ kịp thở, từ phía trên Bích Giao kêu to lên một tiếng kinh hoàng, dải áo xanh đang cuộn lên trong gió tự nhiên rũ hết xuống. Trương Tiểu Phàm thoáng mắt nhìn thấy, trong lòng kinh sợ, nhìn rõ vừa rồi có một thứ tựa như cái xúc tu vô cùng to lớn như một con ác quỷ, từ trong hang động vùn vụt lao ra, vừa ở trên quật xuống rồi lại vọt lên cao, đổi hướng nhằm trực tiếp về phía đầu của hai người đánh xuống. Âm thanh theo gió ầm ầm vang lên, Thạch Đầu hơi thở còn chưa định thần, Trương Tiểu Phàm lại đang lúc không đề phòng,
chỉ biết dương mắt nhìn thấy cả hai sắp bị cái xúc to lớn này đập nát. Đoạn thấy Bích Dao mặt mày dù tái nhợt đi, thân hình vẫn như điện xẹt, nhân ảnh di động ngay lập tức đến chắn trước mặt Tiểu Phàm. Thương tâm kỳ hoa trong tay đồng thời xuất phân ra làm 6 phần, quay lại xung quanh, mỗi đóa hoa tỏa ra một luồng sáng thanh khiết cùng tụ vào nhau, chút chốc hợp thành một vòng sáng trắng luân chuyển. Trương Tiểu Phàm thấy thế, tức thì nhớ lại ngày đó ở Tử Linh Nguyên chống lại Hắc Thủy Huyền Xà Bích Dao cũng đã từng sử dụng pháp thuật này, nhưng hiển nhiên cái sinh vật bí ẩn trong bóng đen này cũng giống như con Hắc Thủy Huyền Xà dạo nọ. Đều là những sinh vật cực kỳ hung hãn và to lớn. Tuy không thể bì được với Hắc Thủy Huyền Xà, nhưng khi đòn đánh ập tới, đạo bạch quang của Bích Dao mặc dù không bị tản mất giống như khi trước chạm trán với Hắc Thủy Huyền Xà, nhưng cả thân mình bị rúng động dữ dội, ngay lập tức bị quất trúng, cả người bị nhấn chìm giữa bóng đêm sâu thẳm. Trương Tiểu Phàm trong đầu kêu ối lên một tiếng, chứng kiến những gì xảy ra trước mặt, chẳng hiểu sức lực lấy ở đâu ra, không kịp nghĩ ngợi gì, liền rời bỏ thạch đầu lúc này đã tạm ổn định, thân hình vội vàng lao xuống, thiêu hỏa côn phát sáng xanh rực rỡ, nhanh chóng bay vọt vào không trung tấn công cái xúc tu to lớn kia, trợ giúp Bích Dao lúc này đang miễn cưỡng chống đỡ một cách tuyệt vọng. Bích Dao cố gắng chịu đau, thấy áp lực ập đến nhìn núi đè, đang sắp sửa không thể khống chế nổi nữa, tự nhiên thấy Trương Tiểu Phàm đột nhiên xuất hiện bên cạnh, trong lòng kinh sợ, hét lên thất thanh, ngươi mau chạy nhanh đi. Lời nói chưa dứt, đã thấy Trương Tiểu Phàm nương thân theo thiêu hỏa côn bay lên, ánh xanh chớp lóe, nhanh chóng tiến tới, đánh mạnh vào cái xúc tu vĩ đại đang ở trước mặt Bích Dao. Cái xúc tu bị thiêu hỏa côn đánh vào một phát, đột nhiên teo lại, đang từ chỗ to lớn có da có thịt, không ngờ ngay lập tức khô quắt vào, nhăn nhó teo tóp như một cái quạt lớn. Chiếc xúc tu tựa như bị thương, lập tức thu ngay về, áp lực lên Bích Dao cũng biến mất. Chứng kiến Trương Tiểu Phàm không màng đến sống chết cứu viện mình, trong lòng Bích Dao vừa hoan hỉ, vừa phiền não, nhưng chưa kịp mở miệng nói gì, sắc mặt lại trở lên trắng bệch. Từ trong bóng tối, một chiếc xúc tu vĩ đại lại hiển nhiên tái hiện. Lần này không hề phát ra chút âm thanh nào, hướng thẳng vào chân của Tiểu Phàm. Hắn lúc này không kịp đề phòng, chỉ thấy toàn thân đau nhói, tức thì bị chiếc xúc tu nắm lấy, tùy ý để mặc nó ghi mạnh kéo xuống, chìm vào trong bóng đêm. Bích Dao cùng với Thạch Đầu lúc này đồng thời thất sắc, không kịp nói gì, phi thân truy đuổi. Các bạn đang nghe truyện Chu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 54, dị thú. Bọn Bích Dao vừa đuổi đi chưa lâu, vùng đất hắc ám mới xảy ra một trận tranh đấu kịch liệt này vừa khôi phục lại sự tĩnh lặng bình yên, thì lại nghe thấy tiếng rít vù vù sắc lạnh, hai đạo hào quang một trắng một xanh bắn vọt tới, hào quang sáng rực lên hai lượt, sau đó thì dừng lại. Từ trong quầng sáng hiện ra một nam một nữ, chính là môn hạ Phần Hương Cốc, Lý Tuân và Yến Hồng. Gương mặt anh Tuấn của Lý Tuân lúc này cũng thoáng hiện lên nét kinh ngạc. Y mượn ánh sáng của pháp bảo, nhìn xung quanh một lượt, rồi quay sang Yến Hồng nói, sư muội, thật không ngờ trong hang ổ của yêu hồ này lại có một động thiên thế này. Yến Hồng cũng thập phần kinh ngạc, gật đầu nói, đúng vậy. Trước giờ muội cũng chưa từng thấy kỳ cảnh như vậy bao giờ. Nhiều dị thú nơi đây chỉ sợ chưa xuất hiện ngoài đời bao giờ. Nàng ngưng lại giây lát rồi thấp giọng nói, sư huynh, tình hình nơi đây có vẻ quỷ dị, chỉ sợ hung hiểm dị thường, chúng ta phải cẩn thận mới được. Lý Tuân cười nhạt, mặt lộ vẻ ngạo mạn, sư muội yên tâm, con yêu hồ kia bất quá chỉ có 500 năm đạo hành, có gì đáng sợ chứ. Yến Hồng khẽ mỉm cười nói, sư huynh, thiên tư của huynh hơn người, đạo hạnh tinh thâm, tự nhiên không sợ loài yêu nghiệt đó. Bất quá vạn nhất lục vĩ yêu hồ cũng ở bên cạnh tam vĩ yêu hồ thì với đạo hạnh nghìn năm của nó, chỉ sợ chúng ta cũng có chút phiền phức đấy. Lý Tuân đưa mắt nhìn Yến Hồng, nhếch mép cười, đột nhiên nói, sư muội, miệng của muội tuy nói những lời dễ nghe như vậy, nhưng trong lòng có phải đang nghĩ sư huynh này tham công mạo hiểm, lo lắng muôn phần đúng không? Khóe miệng Yến Hồng khẽ mấp máy,
thấp giọng nói, sư huynh, huynh nghĩ nhiều quá rồi. Lý Tuân quay mình lại, đưa mắt quan sát bốn bề, nhạt giọng nói, sư muội, muội có cảm thấy nhiệt độ dưới đáy vực này có gì đó lạ thường không? Lý Tuân nói, không phải là nóng hơn một chút, mà là nóng hơn bình thường rất nhiều. Hơn nữa trên đường xuống đây ta đã quan sát cẩn thận hắc thạch ở vực sâu này, đoán định có lẽ là dung nham ở lòng đất sâu vạn trượng phun trào lên mặt đất từ thời thượng cổ bị cô đặc lại mà thành. Theo ta, vực sâu này có quá nửa là miệng của một hỏa sơn. Yến Hồng A lên một tiếng, cặp mắt đẹp đảo tròn, tựa như sực tỉnh nói, huynh muốn nói. Lý Tuân tiếp lời, không sai, chính là ý này. Yêu hồ chính là cố ý chạy vào trong miệng núi lửa này để làm xào huyệt. 300 năm trước, lũ yêu hồ gan lớn bằng trời, không biết sống chết, dám vọng động xâm nhập cấm địa của phần hương cốc chúng ta, ăn cắp huyền hòa thần khí. Nhưng thượng quan sư thúc, người trấn thủ thần quan năm ấy là nhân vật cỡ nào, người nghe tin lập tức đến ngay, đại triển thần oai, bắt hết lũ yêu hồ lại, chỉ hận là con. Lục vĩ ma hồ đó thiên sinh ngụy trá, nên đã thành con cá lọt lưới. Nói đến đây, y đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó lại nói tiếp. Nhưng thượng quan sư thúc đạo hạnh cao thâm, pháp bảo cửu hàn ngưng băng thích cũng là thiên hạ nhất đẳng kỳ chân, oai lực tuyệt luân. Ngày trước, ta đã từng nghe cốc chủ nói qua, lục vĩ ma hồ tuy may mắn đào thoát, nhưng đã bị thượng quan sư thúc dùng cửu hàn ngưng băng thích đâm vào hồ mạch, phá hỏng căn cơ tu luyện. 300 năm nay, dù nó không chết thì cũng thống khổ vô cùng, đạo hạnh tiêu tán, hơn nữa còn bị băng độc ngày đêm công tâm thương thể. Trừ phi là phải ẩn thân ở nơi chí dương chí nhiệt, may ra còn có thể giảm bớt phần đau đớn. Yến Hồng mỉm cười, nói như vậy thì lục vĩ ma hồ quá nửa là đang ở dưới đáy vực sâu này. Sư huynh thâm mưu viễn lược, tiểu muội vô cùng kính phục. Lý Tuân lại lộ ra vẻ kiêu ngạo nói, chúng ta là môn hạ đệ tử của phần hương cốc, thân thọ đại ân của sư môn, tự nhiên không thể khiến sư môn mất mặt. Lần này, chỉ mong trời cao bảo hộ, vật quy nguyên chủ, thần khí quy vị, yêu ma bị tru diệt mà thôi. Yến Hồng mỉm cười không nói, Lý Tuân nhìn nàng một lượt rồi nói, đi thôi. Yến Hồng gật đầu, hai người liền nhún mình, lại hóa thành hai đạo hào quang, phóng nhanh vào vùng đen tối nơi đáy vực. Trương Tiểu Phàm hữu thủ nắm chặt thiêu hỏa côn, nhưng thân hình vẫn bị xúc tu kia ghìm chặt, tựa hồ như nghe thấy tiếng xương cốt trong nội thể kêu răng rắc. Toàn thân gã không chỗ nào là không đau nhức, lại bị xúc tu kéo về phía mình. Gió thổi rát mặt, hai mắt như hoa lên, kim tinh vần vũ, đầu óc hỗn loạn, không ngừng hiện lên những hình ảnh khủng khiếp. Độ dài của xúc tu này quả thực kinh hãi vô cùng, ít nhất cũng phải vươn ra xa đến 5 trượng. Trương Tiểu Phàm mượn chút ánh sáng yếu ớt, hoảng loạn nhìn xung quanh một lượt, chỉ thấy trước mặt là vùng đáy của vực sâu. Nơi đây cỏ cây chẳng mọc, chỉ có một động khẩu lớn trên vách đá trước mặt, cao 10 trượng, rộng tới 7-8 trượng. Bên trong tối đen một vùng, sâu không thấy đáy. Xúc tu khổng lồ chính là của quái vật bên trong động khẩu thò ra. Lúc này nhìn thấy đầu kia của xúc tu lại càng to lớn hơn gấp bội. Quả thật không biết là sinh vật gì, ngay cả hình dáng nó thế nào cũng không nhìn được rõ. Trương Tiểu Phàm bị xúc tu quăng quật trên không trung một vòng, vô tình liếc mắt nhìn vào bên trong thạch động. Chính vào lúc này, một đạo u quang thoáng hiện lên ở động khẩu. Tam vĩ yêu hồ tay cầm huyền hỏa giám đột nhiên xuất hiện. A ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Trương Tiểu Phàm đang bị xúc tu khổng lồ bóp chặt, xem ra đã không còn sức lực hoàn thủ. Sát khí thoáng hiện trên khuôn mặt nhu mì, đang định quay đầu vào trong động nói gì đó. Nhưng không biết vì sao, A lại nghĩ ra điều gì, đột nhiên dừng lại, quay người lại, chăm chú nhìn Trương Tiểu Phàm đang giãy giụa trong đau đớn mà không có tác dụng một lượt. Đoạn thở dài một tiếng, thấp giọng nói, xem dáng vẻ ngươi nhìn mãn nguyệt chi cảnh, chắc cũng là một kẻ hữu tình. Thôi vậy, thôi vậy. Nói đoạn, ả đưa huyền hỏa giám trong tay lên, chiếu vào trong động một cái, cùng lúc rít lên mấy tiếng cổ quái, thanh âm sắc lạnh vô cùng, nghe tựa như tiếng hú của loài cáo hoang vậy. Trong nháy mắt, phảng phất như nhận được mệnh lệnh gì đó,
xúc tu kia lập tức rụt nhanh trở lại. Trương Tiểu Phàm thấy trước mặt tối om, không còn nhìn thấy một chút ánh sáng gì nữa, chỉ thấy một mùi tanh nồng kỳ dị bốc lên. Còn xúc tu đang quấn chặt thân mình thì càng thêm trơn bóng, nhưng không biết vì sao, vẫn cứ quấn chặt thân mình, khiến gã không thể động cửa. Cùng lúc, bên ngoài động, Tam Vĩ Yêu Hồ nghe thấy tiếng gió rít, liền ngẩng đầu lên quan sát. Chỉ thấy trên đầu xuất hiện hai đạo ánh sáng, bay tới như điện xẹt. Ả cười lạnh hai tiếng, thân hình lắc nhẹ, lui vào trong động. Huyền hỏa giám hướng vào trong chiếu một cái, miệng lại phát ra những tiếng rít như tiếng hú của loài cáo hoang. Hai đạo ánh sáng tự nhiên là Thạch Đầu và Bích Dao. Bọn họ mắt thấy đã đuổi kịp Tam Vĩ Yêu Hồ, trong lòng đang vui mừng. Bích Dao còn lưu tâm để ý, nhưng không thấy bóng dáng Trương Tiểu Phàm đâu, trong lòng lại cảm thấy lo lắng, không yên. Hai người còn chưa ổn định thân hình, thì đột nhiên một xúc tu khổng lồ từ trong động khẩu thò ra, mãnh liệt tấn công hai người. Trương Tiểu Phàm ở trong bóng tối, bị xúc tu kia quấn chặt, lại bị va đập vào vách động, tựa hồ như đã qua mấy chỗ rẽ, tuy không bị sứt đầu mẻ trán, nhưng mặt mũi đầu tóc bị dính bùn đất là không tránh khỏi. Có điều, ở cái nơi tối om như mực này, cũng chẳng có ai nhìn gã làm gì. Không biết gã đã bị kéo vào sâu tới mức nào, chỉ thấy mùi tanh xộc vào mũi càng lúc càng nồng nặc, nhưng xung quanh vẫn đen tối một màu. Một điểm ánh sáng nhỏ nhoi cũng chẳng có nên căn bản không biết được tình hình nơi này. Có điều, may mắn cho gã, tuy xúc tu kia vẫn quấn chặt thân mình, nhưng dường như vừa nãy Tam Vĩ Yêu Hồ đã hạ lệnh tạm thời không làm hại đến tính mạng gã, nên xúc tu cũng không thít chặt nữa. Trương Tiểu Phàm cũng có cơ hội hít vào một vài hơi thanh khí. Cuối cùng, xúc tu khổng lồ cũng dừng lại ở một nơi tối tăm, không động đậy gì nữa, nhưng vẫn siết chặt lấy Trương Tiểu Phàm không buông. Trương Tiểu Phàm há miệng thở dốc, vẫn còn chưa hết sợ. Hắc ám như sơn, trước mặt gã là vô cùng vô tận. Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy ở khoảng tối trước mặt gã, hình như có một con quái vật khổng lồ, lớn tới mức không thể tưởng tượng đang chiếm cứ nơi này. Nghĩ đến đây, toàn thân gã từ đầu tới chân đều lạnh đi ba phần. Sơn động cổ xưa này dường như từ thời thượng cổ tới nay chưa từng được ánh sáng chiếu rọi, tối đen như mực. Nhưng cái thế giới chưa được biết đến này lại đem đến cho người ta một nỗi sợ cổ xưa nhất mà cũng sâu sắc nhất. Xúc tu khổng lồ đang quấn chặt thân hình như nhắc nhở gã rằng trước mặt gã là một sinh vật đáng sợ đến mức nào. Thời gian phảng phất như đã ngưng động lại. Xa xa ẩn ước truyền lại tiếng đả đấu và tiếng vang dội. Thanh âm tuy rất nhỏ, song nghe lại vô cùng quan tài. Đột nhiên, phảng phất như có thứ gì bị kinh động vậy. Trong bóng tối, đột nhiên xảy ra chấn động. Trương Tiểu Phàm tuy không thấy gì, song trong đầu vụt qua muôn ngàn ý nghĩ, thầm đoán không biết có phải thân thể của con quái vật này ở đây. Một xúc tu thì đang quấn chặt mình, còn một xúc tu khác thì thò ra ngoài động giao chiến với bọn Bích Dao. Chỉ là ý nghĩ này không duy trì được bao lâu, Trương Tiểu Phàm đột nhiên phát giác, cái xúc tu đang quấn lấy mình vốn không gia tăng sức mạnh thít chặt vào nữa thì nay đột nhiên như bị kinh ngạc gì đó, hoặc giả là vì một nguyên nhân khác, lại bắt đầu quấn chặt lại. Tuy rằng tốc độ không phải nhanh lắm, nhưng với kích thước khổng lồ như vậy, áp lực hướng vào trong do cái xúc tu gây nên quả thật chẳng khác thế bài sơn đào hải là mấy. Trương Tiểu Phàm hai mắt tối sầm, toàn thân đau đớn, thét lớn một tiếng. Bất kể tất cả vận thái cực huyền hành đạo khổ sở chống cự, nhưng xúc tu của quái vật cứ như loài ác quỷ vậy, sức lực dồi dào, chẳng gì ngăn cản nổi. Trương Tiểu Phàm cảm thấy xương ngực như kêu lên răng rắc, huyết khí nhộn nhạo, gã liền chẳng nghĩ ngợi gì nữa, hoảng loạn vận hành đại phạm ban nhược mà phổ trí thần tăng của thiên âm tự truyền thụ, hy vọng có thể cầm cự được trong giây lát. Chẳng ngờ không vận công còn tốt, vừa mới vận công, tâm pháp nhà Phật và kỳ thuật đạo gia của Thanh Vân Môn bởi không những có phương pháp tu hành khác nhau, mà cách vận khí lại càng khác xa hơn nữa, nên lập tức bài xích lẫn nhau một cách kịch liệt, khiến toàn thân kinh mạch của Trương Tiểu Phàm như bị kim châm, đau đớn khôn tả. Cùng lúc, vòng quấn của xúc tu bên ngoài không ngừng thít chặt, xương cốt Trương Tiểu Phàm như muốn nát vụn ra,
ý chí của gã cũng dần dần mơ hồ đi dưới áp lực ngày một tăng lên. Chính vào lúc này, chính vào giờ khắc sinh tử quan đầu này, trong đầu gã chợt hiện lên một đoạn văn tự khó hiểu. Thiên tượng vô hình, đạo ẩn vô danh, là nói vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ giả. Kỳ đạt quang minh, chỉ nhất chính đạo, nội thể tự tính, thiên địa dĩ bản vi tâm giả giã. Những lời này phảng phất như bừng sáng lên trong tận nơi sâu thẳm trong lòng gã, đưa gã trở về với hiện thực. Đây là những văn tự trong tổng cương của Thiên Thư quyển thứ nhất. Trước đây đã khiến gã từng nghĩ mãi mà cũng không hiểu. Pháp môn tu hành của hai nhà Phật đạo căn bản không giống nhau, tới cuối cùng làm sao có thể hợp nhất làm một cho được. Nhưng trong giờ khắc này, gã đã thân lâm tuyệt địa, toàn thân đau đớn như muốn vỡ nát, thực là đau khổ vô cùng. Nhưng không hiểu tại sao, đầu óc gã như dần dần sáng ra, thậm chí là quên cả sự đau đớn, chỉ không ngừng vang vọng những văn tự đã khắc sâu vào trong tâm trí gã. Cố động tức địa trung, nãi thiên địa chi tâm kiến giã cố vô thực vô hư giã cố thiên địa nhiệm tự nhiên, vô vi vô tạo giã cố vật bất cụ tồn, tắc bất túc dĩ bị tài. Ngọn thiêu hỏa côn đã mất đi hào quang trong tay gã lúc này đột nhiên dần dần sáng lên. Một vầng sáng xanh đen, nhàn nhạt, một cảm giác lạnh tựa băng xương tràn qua cơ thể. Trong bóng tối mờ mịt, Trương Tiểu Phàm không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, nhưng hai mắt lại trợn trừng. Trong óc không ngừng vang vọng lại một câu trong sách, cố vật bất cụ tồn, tắc bất túc dĩ bị tài. Cố vật bất cụ tồn, tắc bất túc dĩ bị tài. Cố vật bất cụ tồn, tắc bất túc dĩ bị tài. À, gã ngẩng đầu, hướng mặt lên trời, hét lớn, thanh âm đã khàn đặc. Hai luồng chân khí Đại Phạm Ban Nhược và Thái Cực Huyền Thanh Đạo đang tranh đấu trong nội thể gã bỗng chốc như nước sông đổ ra cửa biển, ào ào tuôn ra từ cánh tay hữu, dồn cả vào thiêu hỏa côn. Chỉ trong chốc lát, thiêu hỏa côn đã chiếu rọi hào quang, ánh sáng màu xanh đen lan tỏa khắp nơi, thân côn như bị thứ gì đó kích động, dần dần sáng bừng lên, thậm chí cả sợ tơ máu đó cũng đỏ hồng lên như là máu tươi vậy. Cây gậy khẽ rung nhẹ, tựa hồ nhưng bên trong đang chảy một dòng máu hồng tươi mà quỷ dị. Bịch 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 thịch thịch thịch. Cùng với hiện tượng dị thường của thiêu hỏa côn, khắp châu thân Trương Tiểu Phàm cũng phát ra những âm thanh quái dị, không phải là tiếng xương cốt bị vỡ, mà nghe ra thì giống tiếng tim đập mạnh, lại giống tiếng huyết tương sôi lên sùng sục như muốn phá tung lớp da mà bắn vọt ra. Nhưng nhìn bề ngoài thì toàn thân gã lại chẳng có gì dị dạng cả. Trương Tiểu Phàm bất giác khôi phục thần trí, phóng mắt nhìn qua. Còn chưa nghĩ ra thân thể mình đã có biến hóa gì đã phát giác gã vẫn đang bị cái xúc tu khổng lồ kia quấn chặt. Nhưng điểm bất đồng là, sau khi gã dồn bước chân pháp của hai nhà vào thiêu hỏa côn đã phát ra hào quang khác với lúc trước. Bên trong ánh sáng màu xanh đen, còn ẩn ẩn tán phát một vầng kim quang, lại có cả sợi tơ máu kia đang đung đưa bên trong nữa. Thiêu hỏa côn giờ đây mang theo một vẻ hung ác, đáng sợ vô cùng. Luồng hào quang thiêu hỏa côn phát ra đã đẩy xúc tu quấn xung quanh người Trương Tiểu Phàm ra xa một đoạn nhỏ. Nhưng gã cũng lập tức phát giác, sức mạnh của xúc tu này quả thực quá lớn, phản phất như sau khi phát hiện ra lực đề kháng của Trương Tiểu Phàm đột nhiên mạnh lên, áp lực thít vào liền gia tăng gấp 10 gấp trăm lần, một lần nữa ép vào bên trong. Chỉ trong chốc lát, quầng sáng do thiêu hỏa côn phát ra đã đung đưa như muốn vụt tắt, có lẽ không còn chi trì được bao lâu nữa. Trương Tiểu Phàm không phải thằng ngốc, lẽ nào không biết tiếp tục như vậy là con đường chết. Gã lập tức hạ quyết tâm mạo hiểm một phen, liều mạng nghiến răng đẩy toàn bộ pháp lực ra, thiêu hỏa côn hào quang đại thịnh. Nhân cơ hội cuối cùng này, Trương Tiểu Phàm hét lên một tiếng, giá ngự thiêu hỏa côn vọt lên như điện, kích thẳng vào cái xúc tu đang kềm giữ gã. Chỉ nghe một tiếng phụt, cả cây thiêu hỏa côn ngập lút vào thân xúc tu như một loại thần binh lợi khí vậy. Vật phát ánh sáng duy nhất là cây thiêu hỏa côn đã hoàn toàn chui vào bên trong chiếc xúc tu, xung quanh lại tối đen như mực, không một chút ánh sáng nhỏ nhoi. Trương Tiểu Phàm cảm giác được hơi thở của bóng đêm, cảm nhận được tử khí vô biên xung quanh gã, nhất thời cũng nín thở chờ đợi. Phụt! Một đạo quang tuyến đột nhiên xuất hiện,
xúc tu bị luồng sáng này xuyên qua, tạo thành một lỗ lớn, lộ ra ánh sáng quỷ dị của thiêu hỏa côn. Phụt, lại một tiếng kêu khẽ nữa vang lên. Một đạo quang tuyến nữa lại xuất hiện ở phía bên kia của xúc tu. Tiếng phụt 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 liên tiếp vang lên không ngớt. Trương Tiểu Phàm há hốc miệng, tròn mắt nhìn cái xúc tu khổng lồ đang không ngừng bị đâm chọc nát bét như một tờ giấy. Các luồng ánh sáng càng lúc càng nhiều, chiếu sáng cả một khoảng rộng mấy thước xung quanh gã. Rất nhanh sau đó, Trương Tiểu Phàm cảm thấy cái xúc tu dần dần trượt xuống. Lúc này, thanh thiêu hỏa côn đã xuyên qua xúc tu, bay ngược trở về tay gã. Dựa vào ánh sáng của thiêu hỏa côn, Trương Tiểu Phàm nhìn thấy cái xúc tu đã nằm dưới đất, so với vẻ dũng mãnh, trơn bóng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Gã vừa mới từ quỷ môn quan trở về, hồn kinh còn chưa định, còn quái vật trước mắt gã cũng thập phần kỳ quái. Bị thương nặng như vậy mà tịnh vô thanh vô tích, cơ hồ nhưng không cảm thấy đau đớn gì vậy. Trương Tiểu Phàm mới định thần lại, đang định tìm đường thoát ra thì lại nghe thấy ở trong bóng tối trước mặt truyền ra những tiếng hú sắc lạnh. Gió thổi ào ào bức đến sát người gã. Trương Tiểu Phàm bèn mượn ánh sáng của pháp bảo, phóng mắt nhìn qua, chỉ thấy từ xúc tu khổng lồ lại vọt ra từ trong bóng tối, hắc ảnh cuồng vũ, không biết là bao nhiêu cái nữa. Một chiếc xúc tu đã suýt nữa làm gã mất mạng, bây giờ lại thêm mấy chiếc nữa, tình hình nguy cấp thế nào thiết tưởng không cần phải nghĩ cũng biết. Trương Tiểu Phàm không nghĩ không ngợi, lập tức ngự giá thiêu hỏa côn, quay người bỏ chạy. Chẳng ngờ mới bay lên chưa được một trượng đã bịch, cả người lẫn thiêu hỏa côn đụng vào vách đá cứng. Cây đụng này đích thực không nhẹ chút nào. Trương Tiểu Phàm đau đến nhập cốt, trên mặt còn chảy xuống thứ gì ướt ướt, có lẽ là máu. Nhưng lúc này gã cũng không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là giờ đây gã đang bị khốn trong hắc động không có ánh sáng, thật chẳng khác gì kẻ mù là mấy. Vừa nãy lại bị xúc tu thít cho thất điên bát đảo, căn bản không nhớ rõ đường ra lối vào. Bởi thế nên gã mới như con nhặng không đầu, giá ngự thiêu hỏa côn, hoàn toàn dựa vào bản năng và tiếng gió mà chạy, không cẩn thận đụng trúng vách đá. Có điều dù sao thì trốn được một lúc cũng vẫn là trốn. Nhưng xúc tu kia chẳng những to lớn mà còn thập phần linh loạt. Trương Tiểu Phàm vong mạng chạy trốn, chỉ nghe thấy tiếng gió rít lên từng hồi phía sau mà tâm kinh đảm khiếp. Trong lúc sinh tử quan đầu, gã nhắm chặt hai mắt lại, hét lớn một tiếng. Bất kể mọi thứ, giá ngự thiêu hỏa côn lao về phía trước, chỉ mong tránh được cái xúc tu đoạt mạng kia càng xa càng tốt. Thiêu hỏa côn bỗng nhiên gia tăng tốc độ lao đi như chớp. Nhưng chẳng ngờ vách đá phía trước lại không nề mặt Trương Tiểu Phàm, chưa được ba trượng, gã lại đụng phải vách đá đến bịch một tiếng. Bất quá lần đụng này dường như có chút kỳ quái, chỗ thạch bích đó phẳng phất như khá là mềm mại. Sau khi đụng vào, gã không bật ra mà cứ lao thẳng vào trong tiếp. Bên trong còn lộ ra mấy đạo quang tuyến, hơi nóng rừng rực trào ra cuồn cuộn. Trương Tiểu Phàm cả kinh, nhưng gã chưa kịp định thần thì đã thấy hụt hẫng một cái, cả người rơi xuống một thông đạo dốc và hẹp, sau đó cứ thế trượt thẳng xuống. Không biết gã đã trượt bao lâu, nhưng trên đường Trương Tiểu Phàm cảm thấy xung quanh mình toàn là ánh sáng đỏ, đồng thời nóng bức vô cùng, lại có mấy lần đụng phải vết thương, đau đớn khôn tả. Kỳ thực, Trương Tiểu Phàm có thể chịu đựng đến bây giờ, chỉ sợ đã giống hòn đá hơn cả pháp bảo của thạch đầu đang đấu pháp ngoài kia rồi. Cuối cùng, gã cũng dừng lại, Trương Tiểu Phàm khóe miệng chảy máu, mặt đầy vết thương, toàn thân như muốn rời ra từng mảnh, khẽ rên lên một tiếng rồi chậm chậm đứng dậy. Sau đó, gã liền ngây người ra. Trước mặt gã là một động địa nham khổng lồ, nhưng nơi đây khác với những động khác ở chỗ khắp nơi đều là những dòng dung nham nóng hừng hực, tạo thành một mặt hồ, tràn đầy cả phần đáy động. Trên mặt hồ những bong bóng không ngừng nổi lên, sau đó vỡ bụp, bắn tung tóe những giọt dung nham lên không. Dung nham thỉnh thoảng lại bắn vụt lên không trung, sau đó rơi xuống. Hồ dung nham phát ra ánh sáng đỏ nóng bức kinh người, biến cả động địa nham khổng lồ này thành một thế giới màu đỏ. Còn Trương Tiểu Phàm thì ở trên một bình đài trên mặt hồ dung nham, sau lưng là một thông đạo hướng lên trên. Gã vừa lăn từ thông đạo này xuống đây,
còn phía trước mặt gã là nơi tận cùng của bình đài. Ở sát mặt hồ dung nham nóng tới độ con người không thể chịu đựng được là một cái ổ hình bầu dục. Bên trên có một con hồ ly màu trắng lớn đang nằm. Đại hồ ly, màu trắng. Hai mắt nó nhắm nghiền, phảng phất như đang ngủ vậy. Thân hình cuộn tròn, vô cùng an tịnh, vô cùng mỹ lệ. Trương Tiểu Phàm chậm rãi đứng dậy, nín, thở, chậm chậm bước về phía nó. Chậm chậm, từng bước một. Từng đợt sóng nóng bước trào lên, làm khuôn mặt Trương Tiểu Phàm đỏ hồng. Nhưng dường như gã không hề cảm thấy. Gã chỉ trợn trừng hai mắt nhìn con hồ ly xinh đẹp, mềm mại, an tịnh, và chỗ sau lưng nó. Nơi đó, có những chiếc đuôi đang cuốn tròn. Những sợi lông đuôi nhỏ mà tinh tế, phân chia đều đặn, tổng cộng có 6 chiếc đuôi. Các bạn đang nghe chuyện Chu Tiên tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 55, Từ biệt. Trong lòng hang động rực lửa đó, hơi nóng cứ ngùn ngụt bốc lên. Dòng dung nham đỏ rực bên dưới cuồn cuộn chảy, đất đá xung quanh cứ liên tục nứt toác ra. Trương Tiểu Phàm cảm thấy hơi thở dường như ngày càng khó khăn. Mỗi lần hít vào là luồng không khí nóng bỏng xung quanh cứ như nhất tề luồn ép vào trong phổi. Đồng thời, mỗi bước chân của Trương Tiểu Phàm đều có thể dẫm phải những đốm lửa lập lòe tung lên từ phía dưới. Xa xa phía trước chỉ thấy sắc trắng của con lục vĩ hồ ly đang nằm một cách bình thản, trông chừng như đang tận hưởng sự nhàn nhã thường lệ. Tiểu Phàm đứng nguyên chỗ cũ, nhìn về phía trước, trong lòng thoáng chốc hơi do dự. Tuy vậy cuối cùng y cũng tiến tới, đồng thời tay để ý nắm chặt cây thiêu hỏa côn. Con đường nơi hắn đang đi tuy cứng rắn nhưng lại hẹp, trông như duỗi dài đến cái hồ dung nham sâu thăm thẳm phía trước. Trương Tiểu Phàm cứ đi men theo con đường đó, càng đi thấy hơi nóng càng phát ra dữ dội, tựa như thể nếu đến cuối con đường con người sẽ vô phương chịu được cái nóng khủng khiếp đó. Không biết vì cái nhiệt độ nóng cháy thịt cháy da này hay vì điều gì khác, cổ họng Trương Tiểu Phàm khô khốc rất khó chịu, nhưng y không dám một chút phân tâm, đôi mắt cứ dán chặt vào nơi con hồ ly phía trước. Tiểu Phàm bước đến cách xa con hồ ly chừng 3 bước thì dừng lại. Khoảng cách khá gần, tầm nhìn được rõ ràng hơn. Trong lòng Tiểu Phàm bất chợt kinh ngạc, con hồ ly trước mặt quả là tuyệt đẹp, lông trắng tinh từ đầu đến chân. Đặc biệt là tại cái nơi nóng đỏ như hỏa ngục thế này mà lông nó lại trắng như tuyết, chẳng những không pha tạp một sợi lông màu khác, ngay cả một vết cháy xém nó cũng không có. Chỉ có điều hai mắt nó đang nhắm nghiền, khoảng giữa hai mắt hơi hơi nhíu lại, nơi hàng mi phảng phất một nét gì đau đớn. Trương Tiểu Phàm chăm chú nhìn nó, trong lòng chớp lên vô số ý nghĩ. Từ lúc ở tiểu trì trấn cho đến giờ hắn nghe nói trong này chỉ có một con hồ ly ba đuôi chiếm cứ gây hại. Nhưng con hồ ly trước mắt rõ ràng khác xa với tam vĩ yêu hồ vừa đấu phép lúc nãy. Tiểu Phàm phảng phất nhớ lại, hồi nhỏ có nghe sư huynh Tống Đại Nhân giảng qua. Thế gian này vô cùng rộng lớn, chẳng sự kỳ lạ nào mà không có. Như rừng thiêng núi độc, quỷ quái yêu ma. Người xưa tương truyền lại, trong muôn thú hồ ly là loài lanh lợi nhất, phần lớn đều tu luyện thành tinh. Trong họ hồ ly có một dòng có linh khí nhất, đặc điểm của nó là tu hành càng cao, đạo hạnh càng sâu thì đuôi mọc ra càng nhiều. Nay thấy trước mặt mình là một con hồ ly 6 đuôi, Trương Tiểu Phàm nhất thời thấy trong lòng phấn chấn. Ngay lúc đó, lục vĩ hồ ly trước mặt dường như hồi tỉnh lại sau giấc ngủ say, mấy cái đuôi khe khẽ cử động và cái đầu hơi di chuyển. Một lúc sau, nó mở mắt ra, từ màu đen sâu thăm thẳm trong đôi mắt phản chiếu hình bóng một con người đứng trước nó, hình ảnh một chàng thanh niên mang dáng vẻ khẩn trương. Trương Tiểu Phàm trong lòng chấn động, bước lui một bước, cầm thanh thiêu hỏa côn đưa ngang trước ngực, ngưng thần giới bị. Không ngờ lục vĩ bạch hồ chỉ chăm chú nhìn hắn, còn thân hình vẫn ở nguyên vị trên cái ổ giữa phiến đá, tuyệt không một cử động nhỏ. Một người một hồ đứng đối nhau, không gian xung quanh như ngưng động, có chăng là âm thanh dung nham ngàn năm sùng sục tuôn trào, nghe như xa xôi diệu vợi. Không khí vẫn nóng bỏng, thổi vào người và hồ đang oai nghiêm đứng đó. Chàng trai trẻ,
một âm thanh sâu thẳm pha lẫn mệt mỏi vang lên, có vẻ như xuất phát từ miệng của Lục Vĩ Hồ Ly. Âm thanh phá tan bầu không khí trầm mặc. Người đến đây làm gì? Trương Tiểu Phàm theo hướng âm thanh phát ra, xác định là do chính miệng Lục Vĩ Hồ Ly phía trước. Chắc chắn nó đang mang bệnh, vì âm thanh phát ra hữu khí vô lực. Mặc dù như vậy, Tiểu Phàm cũng không dám nghĩ nhiều, trầm giọng nói: "Ngươi là tà ma yêu nghiệt, gây họa thế gian. Ta thân là đệ tử chính đạo, hôm nay muốn vì dân trừ hại." Lục Vĩ Bạch Hồ nhìn hắn, mục quang lấp lánh nhưng không chút giận dữ, cũng không chút chế nhạo, chỉ điềm đạm nhìn hắn một lúc, rồi mở to đôi mắt sáng, bình tĩnh nói: "Chí khí lớn lắm." Trương Tiểu Phàm hơi giật mình một chút, nhưng ngay lập tức nhíu mày lại nói: "Ngươi còn nằm đó nữa, hãy mau mau bước ra, ta..." "Ngươi muốn giết ta?" Lục Vĩ Bạch Hồ điềm tĩnh cắt lời hắn. Trương Tiểu Phàm không ngờ bị hồ ly hỏi lại như vậy, nhất thời im lặng, nhưng ngay lập tức tĩnh ngộ nói: "Ngươi là yêu hồ gây họa thế gian, hại người vô tội, giết ngươi là ta thế thiên hành đạo." Lục Vĩ Bạch Hồ quay đầu nhìn lại, ánh mắt lần này có đôi phần cười cợt, đôi phần chế nhạo: "Chàng trai trẻ, ta xem ngươi niên kỷ e chưa quá 20. Trương Tiểu Phàm hừ một tiếng, nói: "Thế thì sao? Hôm nay ta sẽ hàng yêu phục mà." Lục Vĩ Bạch Hồ hơi khe khẽ cúi đầu, dáng vẻ đôi phần cảm khái, thấp giọng nói: "Thế à, loài người các ngươi tu hành chính đạo lại được trời hậu đãi. Các ngươi được tư chất tốt, chỉ 100 năm tu hành là hơn hẳn loài hồ chúng ta ngàn năm cay đắng khổ sở tu luyện. Dường như trời cao này..." Bạch Hồ nói đến đó, bỗng nhiên dừng lại, cười một tiếng khổ sở, nhìn về phía Trương Tiểu Phàm khe khẽ nói: "Chàng trai trẻ, ngươi niên kỷ còn trẻ, làm sao biết được loài hồ chúng ta gây họa thế gian, giết người vô tội. Ngươi chính là đồng bọn của Tam Vĩ yêu hồ, ngày đêm quấy nhiễu cư dân trong tiểu trì trấn, cướp bò cướp dê thì không nói, lại còn giết hại mạng người. Đó không phải là gây họa thế gian, hại người vô tội ư?" Lục Vĩ yêu hồ trầm ngâm một lúc rồi nói: "Không sai. Việc đó ta có nghe nàng nói qua. 3 ngày trước nàng có về tiểu trì trấn, có 2 cha con nọ đứng ra ngăn trở. Chỉ có điều lúc đó ta bệnh tình trầm trọng, nên tâm tình y không được tốt, nên giết luôn 2 cái người ngu ngốc đó." Trương Tiểu Phàm tức giận hỏi: "Vậy ngươi còn phân biện gì nữa?" Lục Vĩ Bạch Hồ chậm chậm đáp: "Ngươi lầm rồi, ta chẳng phân biện gì với ngươi cả. Nếu ngày hôm đó nếu đổi lại là ta đi, ta cũng hạ thủ như vậy." Trương Tiểu Phàm tức giận cực độ, trỏ tay quát: "Vậy mà ngươi còn ở đó dám nói là không gây họa thế gian, giết người vô tội. Yêu nghiệt, chịu chết đi." Tiểu Phàm quát lên, thiêu hỏa côn tỏa phát thanh quang, trong chớp mắt đã bay vọt lên. Lục Vĩ Bạch Hồ vẫn không một chút cử động, vẫn đứng yên nghĩ ngợi, rồi ôn tồn hỏi: "Ngươi nói thế gian, vậy thế gian của ngươi có nghĩa là gì?" Trương Tiểu Phàm sững người, trong lòng bao nhiêu ý nghĩ xoay chuyển. Không hiểu sao nhìn Lục Vĩ Bạch Hồ ở trước mặt, nghe lời nói trầm lặng của y, Tiểu Phàm lại bất giác nhớ đến Vạn Nhân Vãng. Những ý niệm không rõ ràng, những âm thanh mơ hồ cứ như vang lên từ thẳm sâu trong lòng hắn. Ánh sáng của thanh thiêu hòa côn dần dần mờ đi, tiếng của Bạch Hồ lại tiếp tục: "Trong mắt ngươi, cái gọi là thế gian là do loài người các ngươi làm chủ, phải không? Trời sinh vạn vật, loài người các ngươi tự ý làm chủ, rồi có bất kỳ sự phản kháng nào thì cho là gây họa thế gian, hại người vô tội, không phải vậy sao?" Tiểu Phàm nhìn hắn, lặng im không nói lời nào. Hắn không hiểu sao cả Tam Vĩ yêu hồ kia và Lục Vĩ Bạch Hồ này đều đối đáp được với hắn. Nhưng điều hắn càng không hiểu là vì sao những điều trái đạo lý này đối với hắn lại có ảnh hưởng lớn đến vậy. "Nhưng mà ngươi từng nghĩ qua cảm giác của loài khác chưa? Những loài này bị tàn sát bởi loài người các ngươi, bị con người các ngươi ăn thịt, ngươi có biết cảm giác đó ra sao không? Chung quy, loài người các ngươi cũng là loài mạnh nhất trong muôn loài, cầm thú làm gì đủ lực để phản kháng, chỉ đành thúc thủ chờ phanh thây mà thôi." Tiếng Bạch Hồ lại bình thản: "Giả sử như loài hồ chúng ta lớn mạnh hơn loài người các ngươi, thì việc giết một vài con người có còn là vấn đề gì không?
Dẫu sao thì thế gian này bản thân nó cũng đã là mạnh hiếp yếu mà. Đến đây Bạch Hồ cười lớn, nhìn Trương Tiểu Phàm, ngươi nói đi. Trương Tiểu Phàm nhìn chằm chằm Bạch Hồ, môi mím chặt, không nói lời nào. Và lại, trong chính loài người các ngươi, không phải cũng như vậy sao? Loài người các ngươi tu luyện chân đạo, để được trường sinh như hôm nay, chẳng phải cũng đã tranh giết nhau quyết liệt đó ư? Cái gọi là chính đạo tà đạo do chính miệng loài người các ngươi phát ra, cũng không ngoài quy luật thắng làm vua, thua làm giặc. Bạch Hồ lại cười một tiếng, ngó Tiểu Phàm, nghiêm giọng lại, ngươi trả lời đi. Trương Tiểu Phàm ngửa mặt nhìn lên, hít một hơi dài. Bạch Hồ cũng không nói lời nào nữa, chừng như rất mỏi mệt sau khi phải nói nhiều như thế. Một lúc lâu sau, ngươi muốn ta nói gì? Trương Tiểu Phàm chợt hỏi. Bạch Hồ quay lại nhìn hắn, thấy tia nhìn của hắn đã thôi giận dữ. Đôi mắt chàng thiếu niên chỉ còn vẻ động lại sự khó hiểu, chăm chú nhìn Bạch Hồ. Các ngươi ai cũng đem cái đạo lý này ra đối lại với ta. Trương Tiểu Phàm lạnh lùng tiếp, chẳng lẽ thân ta làm theo chính đạo là sai? Tà ma ngoại đạo các ngươi giết người làm loạn, mê hoặc nhân tâm là đúng sao? Bạch Hồ đột nhiên nhíu mày, hai mắt chợt ánh lên sáng rực, thế sao? Đã có người nào khác cũng đã nói với ngươi những lời này ư? Trương Tiểu Phàm không trả lời, nhưng ánh sáng xanh thẫm lại từ từ xuất hiện trên thanh thiêu hỏa côn, tỏa sáng gương mặt hắn một cách lung linh huyền ảo. Chợt vang lên tiếng của Tiểu Phàm, yêu nghiệt, động thủ đi. Thanh quang như ma quỷ tiến đến, như lấn át bao trùm cả ánh đỏ của dung nham xung quanh, như đại sơn dung chuyển, xé toang không khí tiến đến. Lục Vĩ Bạch Hồ hai mắt thấy thanh quang đang áp sát lại gần mình, nhưng không hiểu sao tại cái nơi dung nham nóng rực này, trông Bạch Hồ như chợt trúng phải một cơn giá lạnh, toàn thân bất giác run lên. Lúc này, đột nhiên Trương Tiểu Phàm nghe có âm thanh từ phía sau truyền đến. Chính là từ nơi con đường mà lúc nãy hắn đi xuống. Nơi đó truyền đến một âm thanh thật gấp gáp. Thanh âm như dã thú gầm giống, như thiên quân vạn mã, khí thế ngất trời, thân chưa đến mà thế đã đến. Trương Tiểu Phàm trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không dám khinh suất chức Lục Vĩ Bạch Hồ đang ở trước mặt, lập tức thu hồi thiêu hỏa côn đưa ngang trước ngực, chăm chú theo dõi. Ở nơi đó, Lục Vĩ Bạch Hồ cũng nhíu mày nhìn hướng mặt về phía con đường. Bản thân Trương Tiểu Phàm lúc này nhận ra một luồng hơi nóng bỏng đang ập đến, hơi thở càng khó khăn hơn nữa. Cái nóng này làm người ta có cảm giác như đang ở trong lòng dung nham nóng bỏng, thịt da tan chảy. Từ phía đó, âm thanh phát ra càng lúc càng gần, khí thế càng lúc càng hung hãn. Chỉ một khắc sau, Tiểu Phàm thấy trước mắt mình một luồng sáng, con đường u tối phía đó đột nhiên sáng rực lên. Trước cửa động đột nhiên xuất hiện một con đại hỏa long. Vừa bước vào cửa động đã gầm vang một tiếng, dương vuốt nhe nanh. Chở theo phía trên đầu hỏa long, qua ánh lửa thấp thoáng một thân ảnh mỏng manh màu trắng, chính là thân hình cực kỳ ôn nhu của Tam Vĩ Yêu Hồ. Chỉ thấy nàng đáp xuống trước mặt của Lục Vĩ Bạch Hồ, nét mặt không hiểu sao lại mang dáng vẻ hoảng hốt. Y phục thanh thoát và đẹp đẽ của nàng lúc nãy giờ dơ bẩn và bị rách hết mấy chỗ, xem ra vừa rồi cuộc đấu phép ở bên ngoài đã rất chật vật. Trương Tiểu Phàm mặt thoáng ánh nét sợ hãi, đứng nguyên chỗ cũ. Ánh mắt vẫn dán vào con hỏa long hùng vĩ đang bay lượn trên không. Chỉ thấy toàn thân nó lửa đỏ rừng rực tỏa sáng. Nơi hai mắt nó là hai hòn lửa màu trắng sáng rực. Trong huyệt động dung nham nóng đỏ này, hỏa long dường như càng thêm rực rỡ, khí thế càng thêm hung mãnh. Bỗng trên không trung nó gầm lên một tiếng, chợt như bay xuống. Trương Tiểu Phàm thất kinh, vội bước lui mấy bước. Chỉ thấy hỏa long như cọ hai bên thân của nó, rồi gầm gừ đưa chân rẽ mặt hồ dung nham lặn xuống, chớp mắt đã biến mất. Nhưng chỉ một lúc sau, trên cái hồ dung nham nóng chảy thịt chảy xương ấy, lại thấy nó xuất hiện, đang vẫy vùng ngục lặn một cách đắc chí trong đó. Bỗng nghe phía trước âm thanh sâu thẳm của Tam Vĩ Yêu Hồ. Đại ca, người vẫn bình yên vô sự. Lục Vĩ Bạch Hồ cười lớn, điềm đạm nói, vị tiểu huynh đệ chính đạo này vẫn chưa động thủ với một lão hồ ly gần chết như huynh. Trương Tiểu Phàm chợt đỏ mặt, theo như lời Lục Vĩ Yêu Hồ vừa mới nói, thì ra hắn thân mang trọng bệnh sắp chết. Tam Vĩ Yêu Hồ sắc mặt thê lương, thấp giọng nói,
đại ca. Phía bên trên trừ hai thiếu niên ngoại nhân đang cùng tiến xuống, còn có thêm hai người của phần Hương Cốc. Trong thoáng chốc, thân hình Lục Vĩ Bạch Hồ hơi rung động, quay đầu về phía Tam Vĩ Yêu Hồ hỏi, là lão thượng quan à? Tam Vĩ Yêu Hồ chậm chậm lắc đầu, nói, không phải, chỉ là hai môn đệ trẻ tuổi, nhưng đạo hạnh rất cao. Muội không phải là đối thủ của chúng. Lục Vĩ Bạch Hồ hơi ngạc nhiên, rồi nhẹ nhẹ thở dài, nói, ôi, muội bất quá chỉ được 300 năm đạo hạnh, cho là có thêm huyền hỏa giám, thì làm sao mà đủ khả năng chống lại những đệ tử xuất sắc của danh môn đại phái người ta được. Đừng buồn, đừng buồn. Trên gương mặt cực kỳ nhu mì của Tam Vĩ Yêu Hồ lăn xuống hai dòng lệ. Nhưng mà đại ca, như hôm nay, trong động không có đường thoát, phía trên lại bị phong trụ bởi bốn người bọn họ, hiện chỉ nhờ vào Đại Hắc Diệt đang gắng gượng cầm cự. Nhưng muội xem bọn họ pháp bảo lợi hai, chỉ e không chưa tàn một cây nhang. Họ đã công xuống đến đây rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Lục Vĩ Bạch Hồ nhìn nàng, cố nhấc chân trái lên, dường như muốn nắm lấy nàng, nhưng đưa lên được nửa chừng, lại rớt trở xuống, thở dốc một lúc rồi nói, muội không thấy đó sao? Cho là họ không xuống đây, ta cũng chẳng làm gì được nữa. Giọt nước mắt của Tam Vĩ Yêu Hồ rơi khẽ trên bộ lông trắng muốt như tuyết. Lại nghe thanh âm của Bạch Hồ đã trở lại bình thường. 300 năm nay, ta trốn đông chạy tây, ngày đêm chui nhủi sống trong tăm tối, vừa sợ người của phần Hương Cốc đuổi giết, vừa khổ sợ chịu đựng hàn độc của Cửu Hàn Ngưng Băng Thích. Đến được ngày hôm nay, cuối cùng chạy vẫn không thoát. Tam Vĩ Yêu Hồ giọng thê lương nói, đại ca, người lại nói lời biệt ly rồi. Muội sẽ đưa huynh thoát ra, chúng ta còn có huyền hỏa giám, hơn nữa với đạo hạnh của huynh, nhất định có thể. Bạch Hồ chậm chậm lắc đầu, trầm giọng nói, hầu như toàn bộ đạo hạnh ngàn năm căn cơ của ta trong 300 năm nay bị băng độc của Cửu Hàn Ngưng Băng Thích cứ từng chút tàn hại, cho đến hôm nay ta toàn thân đã lạnh băng, khí lạnh thấm đến xương tủy, tự biết là không xong rồi. Tam Vĩ Yêu Hồ thân thể lại rung lên, không nói nên lời. Bạch Hồ ngẩng đầu lên, lòng hơi do dự một lúc, rồi nói, ta không thoát được đã đành, nhưng muội bất tất phải uổng tử. Hơn nữa bên muội còn có huyền hỏa giám, chờ lúc họ xông xuống, muội cưỡi hỏa long đột ngột vọt lên, bọn họ phía dưới chắc chắn sẽ bị bất ngờ, chắc sẽ không ngăn cản được muội. Muội! Bạch Hồ đột nhiên dừng lại. Tam Vĩ Yêu Hồ trước mặt hắn từ từ đứng dậy, đưa tay vào trong lòng lấy ra một vật hai đầu có hai chùm tua lụa màu hồng, chính là pháp bảo huyền hỏa giám. Giữa vùng dung nham nóng đỏ hừng hực đó, huyền hỏa giám bị chiếu sáng đến mức phát quang, còn cái vật tổ rực lửa bên trong nó dường như bị thiêu đốt đến mức ánh lửa như muốn trào ra ngoài. Trương Tiểu Phàm ngước nhìn Tam Vĩ Yêu Hồ, người con gái áo trắng nhu mì đứng đó, lúc này nàng đang đăm đăm nhìn vào huyền hỏa giám. Chợt, một giọt nước mắt lặng lẽ rớt trên huyền hỏa giám, rồi hóa thành một làn khói trắng nhẹ nhẹ bay lên. Xưa nay, hồ ly cũng có nước mắt sao? Xưa nay, loài yêu nghiệt cũng có tình cảm sao? Trương Tiểu Phàm chân mình đứng đó, bất động. 300 năm rồi, đại cai, nàng khe khẽ nói, giọng vô cùng sầu thảm. Đã tròn 300 năm kể từ ngày muội tu đạ sơ thành và gặp huynh ở Hồ Kỳ Sơn, rồi từ đó muội đã theo huynh chân trời góc biển, nơi nơi mù mịt, từ đó mà chịu cảnh tối tăm u ám không ánh mặt trời, từ đó mà ngày đêm lo sợ bị người ta đuổi giết. Nhưng mà đại ca, muội không hề hối tiếc. Trương Tiểu Phàm vài bước đến gần, đứng sau lưng hai người họ. Tận đáy lòng đột nhiên dâng lên một ý niệm mơ hồ. Tiểu Phàm nghe đến ba chữ Hồ Kỳ Sơn, trong lòng lay động, cảm nhận như đa phần quen thuộc lắm, nhưng nhất thời không nhớ ra được rõ ràng. Người con gái áo trắng đó, giờ đây trong mắt chỉ còn ngấn lệ long lanh. Vậy mà hôm nay, vì lẽ gì đại ca bảo muội chạy trốn một mình? Bạch Hồ cúi đầu xuống. Trương Tiểu Phàm chú ý thấy thân hình nó chậm chậm rung lên, không biết do hàn lạnh hay do kích động. Đại ca,
người con gái nhu mì đó đột nhiên kêu lớn lên một tiếng, âm thanh thê lương dữ dội. Bạch Hồ lập tức ngẩng đầu lên. Trương Tiểu Phàm nghe âm thanh của nàng cũng kinh sợ, quay đầu nhìn qua. Thanh huyền hỏa giám hình dạng kỳ dị đó được nàng nhẹ nhàng buông xuống, cắm vào nơi thân hình ôn nhu của nàng nơi trước ngực và khe khẽ rung động, phát ra ánh hào quang ảm đạm. Bạch Hồ toàn thân rúng động, không biết khí lực từ đâu ra, nửa thân trước chợt vùng lên, hét không. Phịch một âm thanh khô khốc vang lên, như giáng mạnh vào lòng Trương Tiểu Phàm. Y đứng sau lưng nàng, qua tấm lưng mềm mại của nàng, thấy ánh lên lên ánh sáng hồng của huyền hỏa giám. Từng tia, hợp lại thành một luồng sáng đỏ rực xuyên qua tấm thân mềm mại của nàng. Không gian xung quanh, âm thanh xung quanh, bỗng chốc hóa xa xôi. Tất cả những sát ý, những chất chứa trong lòng Tiểu Phàm từ từ tan biến. Trước mắt chàng thiếu niên, giờ chỉ còn đầy máu thấm. Từ tám thân mềm mại mỹ lệ của người con gái chảy ra, rơi xuống mặt đất, tạo thành những bông hoa máu đỏ tươi, thấm vào lòng đất. Đất nhuộm máu đào, mãi sẽ không phai. Nàng vô lực ngã xuống phía trước Bạch Hồ. Miệng Bạch Hồ kêu lớn một tiếng khàn đục thê lương không rõ, rồi toàn thân nó rung động, cố gắng trườn về phía trước. Không xa nơi đó là tấm thân yếu ớt của Tam Vĩ Yêu Hồ. Nhưng thân thể nó hư nhược, gắng sức rất lâu mà chỉ lê tới trước được nửa đoạn đường. Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên xúc động, đầu óc trống rỗng, trong nhất thời như quên hết mọi chuyện. Tiểu Phàm cẩn thận mang thi thể bị thương nặng của nàng đưa tới trước mặt của Bạch Hồ, rồi im lặng lui một bước, đứng trước hai người họ. Cùng lúc đó, ở phía xa nơi con đường truyền đến một tràng tiếng hú gọi, tiếp theo là một tiếng động cực lớn, rồi một vật rơi phịch xuống đường, trông khô quắt đen đủi. Nhưng Trương Tiểu Phàm nhận ra đó là một phần của cái xúc khổng lồ vừa mới vây hãm hắn. Tiểu Phàm run run quay đầu lại, chú thị nhìn hai yêu hồ trước mặt. Bạch Hồ giờ ghi chặt thân hình mềm mại của nàng vào lòng, toàn thân run lên dữ dội. Bộ lông đẹp đẽ của nó lúc này đột nhiên héo rũ xuống trông thấy rõ. Muội, nó gào lên nghẹn ngào. Dường như chỉ với một tiếng đó, cõi lòng nó đã hoàn toàn tan nát. Người con gái nhu mì đó, loài yêu nghiệt vẫn bị gọi là Tam Vĩ Yêu Hồ đó, gương mặt giờ đây trắng bạch, không một chút huyết sắc, nhưng vẫn ngời lên nét ôn hòa, tựa hồ như cái chết và nỗi đau đớn xé nát lồng ngực vẫn không thể khống chế được nàng. Cho đến lúc này, nàng vẫn còn âu yếm nhìn Bạch Hồ. Đại ca, giờ huynh không còn bảo muội chạy được nữa rồi. Bạch Hồ cổ họng nghẹn ngào không thành tiếng. Nàng nhấc tay lên, như muốn vuốt ve y, nhưng đến nửa chừng lại rớt xuống. Máu nàng nhuộm đỏ ngực Bạch Hồ. Tiếng nàng chậm chậm, từ từ nhỏ đi. Đại ca, muội với huynh ở cùng một nơi. Nàng nhắm mắt lại và không mở ra nữa. Cả thế gian như chìm vào tĩnh lặng. Giải thích: Đại Hắc Điệt là con đỉa đen lớn. Các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Chu Tiên tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.